Các bạn đang nghe truyện tất cả đệ tử của ta đều có tư chất đại đế trên kênh TV Audio CV. Chương 411, Ma thần quân lâm, cối xay màu đen. Tiểu Hắc kết thúc năm khảo nghiệm. Bốn khảo nghiệm trước phân biệt là cốt cách, huyết nhục, gân mạch, làn da, bốn khảo nghiệm đều là trọng tố, cũng có thể nói là tăng cường thân thể tiểu Hắc. Nếu nói trước kia thân thể tiểu Hắc tương đương với thân thể bán đế như vậy hiện tại thân thể tiểu hắc đã có thể có thể so với đế cảnh hậu kỳ khảo nghiệm thứ năm đó là so đấu với nam tử trong giống hệt tiểu hắc thay vì nói là khảo nghiệm thì có thể nói là truyền thụ truyền thụ một bộ quyền pháp cùng với kỹ xảo chiến đấu không biết vì sao trong quá trình chiến đấu tiểu hắc lại cảm giác bộ quyền pháp này rất quen thuộc cho nên sau một thời gian chiến đấu cùng nam tử thì hắn đã học được tên của bộ quyền pháp này cũng tự nhiên hiện lên trong đầu hắn ma lâm Quyền pháp bao gồm bốn quyền. Liệt thiên, thí thiên, phục thiên, tán thiên. Đương nhiên, với thực lực hiện giờ của tiểu hát thì chỉ có thể miễn cưỡng TH triển quyền thứ nhất T thiên mà thôi. Sau khi thông qua hết năm khảo nghiệm thì phần thưởng cuối cùng của tiểu hát không chỉ là thân thể lột xác và bộ quyền pháp. Trong đó còn có một mảnh vỡ ký ức, cùng với quyền khống chế ma uyên, trên con đường do thần quang màu đen trải ra có một bóng dáng đi ra từ đại điện màu đen. Tất nhiên bóng dáng này chính là tiểu hắc rồi. Diệp Thu Bạch cười nói, hơi thở của ngươi càng mạnh mẽ hơn nha. Một phù sinh còn lại càng thêm tò mò về thân thế của tứ sư huynh. Thạch sinh cũng nhẹ nhàng thở ra. Hơi thở cường đại như thế, vừa xuất hiện liền trấn áp hết tà tộc ngoại vực ở nơi đây. Trong đó liền bao gồm cả mấy tên tà tộc cấp tà vương, thế cục lập tức nghịch chuyển, Tà tộc ngoại vực nhìn nam tử áo đen vừa xuất hiện. Ánh mắt nam tử lạnh nhạt, không có bất kỳ tình cảm gì, giống như xem bọn họ là con kiến vậy. Rốt cuộc ngươi là thần thánh phương nào? huyết mạch áp chế cường đại thế này tuyệt đối không thể nào thuộc giới vực vĩ độ thấp được. Phải biết rằng bọn họ chính là tà tộc có được một tia huyết mạch của quỷ tộc, huyết mạch chi lực cao quý cường đại biết bao trong mắt bọn họ vẫn bị áp chế tuyệt đối tồn tại mang huyết mạch kinh khủng này không có khả năng sinh ra ở giới vực vĩ độ thấp tiểu hắc không có nói chuyện mà là nhìn về phía diệp thu bạch thạch sinh cùng với một phù sinh giờ khắc này sự lạnh lẽo trong mắt tan rã tựa như tuyết đầu mùa hắn nở nụ cười chất phát sư huynh sư đệ để các ngươi lo lắng rồi diệp thu bạch cười lắc lắc đầu nói không có việc gì thì tốt xem bộ dáng của ngươi hẳn là thực lực lại tăng một mảng lớn đi chuyện này làm diệp thu bạch cảm thấy rất là bất đắc dĩ Hắn là đại sư Huynh Thảo Đường, người phải bảo vệ các sư đệ sư muội. Kết quả hình như các sư đệ sư muội của hắn đều mạnh hơn hắn. Diệp Thu Bạch nghĩ tới mà thấy thật mất mặt. Nhưng đồng thời hắn cũng cảm thấy vui mừng vì bọn họ trưởng thành nhanh. Tiểu Hắc cười gãi gãi đầu. Thấy cảnh này, đám tà tộc ngoại vực cũng kinh hãi nhìn về phía Diệp Thu Bạch. Sư huynh, nam tử khủng bố này thế mà là sư đệ của mấy con kiến? đám người một khanh khanh xem mà tâm tình cũng phức tạp không kém. Thời điểm tiến vào ma uyên bọn họ đã phát hiện thân thế của tiểu hắc không bình thường. Hình như tất cả ma vật trong ma uyên đều coi tiểu hắc là chủ nhân, thậm chí cả tên nam tử tóc đen thực lực sâu không lường được còn gọi hắn là ma chủ. Hiện giờ tiểu hắc xuất hiện lần nữa tự hồ đã trở thành tồn tại cao cao mà bọn họ cao không thể với tới. Ma ý bùng nổ khiến cho kết giới mấy tên tà vương trên không trung liên thủ bố trí tự sụp đổ, kiếm vô phong, quốc sư cùng một đám cường giả hợp đạo cảnh cũng thấy được một màn này quốc sư cảm thấy kinh ngạc ngay sau đó là vui sướng bởi vì hoàng tử điện hạ đã trở thành sư đệ của tên này đồ nhi có được thiên phú và thực lực cường đại như thế thì sư tôn có thể yếu sao hoàng tử điện hạ tìm cho bọn hắn một minh hữu cường đại nha kiếm vô phong cũng nhẹ nhàng thở ra hắn vốn lo lắng tiểu hắc có thể xảy ra chuyện một khi xảy ra chuyện thì vị tiền bối kia sẽ làm ra chuyện khoa trương gì đó nữa trước đó một mình hủy diệt ba thế lực nhất lưu rồi hơn nữa chỉ dùng thời gian không đến một ngày dù bá chủ của vô biên giới vực vô biên hoàng triều cũng không cách nào làm được may mà không xảy ra chuyện gì nhưng nói đi cũng phải nói lại thật sự không hổ là đệ tử của vị tiền bối kia Vị đó không chỉ bồi dưỡng ra kiếm tu cường đại như Diệp Thu Bạch mà còn bồi dưỡng ra nhân vật như Tiểu Hắc. Thật sự không đơn giản chút nào. Lúc này, Tiểu Hắc nhìn về phía đám tà tộc ngoại vực, đợi lát nữa ôn chuyện, ta giải quyết chuyện nơi đây trước đã. Thời điểm nói ra lời này, sắc mặt Tiểu Hắc không có chút biến hóa nào, giống như chỉ đang nói một chuyện rất bình thường mà thôi. Mấy người Diệp Thu Bạch cũng cười cười gật đầu, không hề hoài nghi chút nào sắc mặt của đám tà tộc ngoại vực lập tức biến đổi chỉ vừa xuất hiện liền hoàn toàn áp chế huyết mạch của bọn họ đánh lên còn chống cự như thế nào trong đó có một tên tà vương vội vàng nói chúng ta chính là tà tộc từ giới vực trung vĩ độ có huyết mạch quỷ tộc mong rằng đại nhân thả chúng ta một con đường sống ngày nào sẽ cảm tạ chắc chắn không quên tà tộc sao ánh mắt tiểu hát trở nên lạnh nhạt hơn giống như ma thần quân lâm thiên hạ vậy chỉ là một thế lực nhất lưu xếp chót có được một tia huyết mạch quỷ tộc mỏng manh ở giới vực trung vĩ độ mà thôi. Huống hồ tà tộc có thể tiếp phát một tia huyết mạch quỷ tộc này được bao nhiêu tên chứ, cho nên nói ra có tác dụng gì, nghe lời tiểu hắc nói. Đám tà tộc đều biến sắc. Hiểu biết tình huống tà tộc như thế, rốt cuộc người này là ai, tiểu hắc thò tay ra, không nói lời nghĩa nữa. Mặc kệ đối phương là tà tộc hay có huyết mạch quỷ tộc gì đó thật sự là quỷ tộc buông xuống nơi đây, muốn làm thương tổn sư huynh sư đệ của hắn, muốn làm hại người thảo đường thì tiểu hắc đều xem như kẻ thù sinh tử. Đối với hắn mà nói, hiện giờ thảo đường là nhà của hắn. Thương tổn người nhà của hắn, hắn tuyệt đối không tha thứ, trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, từng đạo thần quan màu đen thế mà hội tụ vào trong lòng bàn tay tiểu hắc. Thần quan dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được to ra, dần dần hóa thành một cái cối xay màu đen, cối xay lơ lửng trên đấu đám tà tộc ngoại vực, ngay sau đó bắt đầu chuyển động, ma ý điên cuồng sôi trào, đầu tiên là tà binh cùng với tà tộc cấp thống lĩnh. Mạch máu toàn thân bọn họ vỡ tung dưới cối xay. Máu thấm ra bên ngoài thân thể rồi bị cối xay màu đen điên cuồng hấp thu, tuy mấy tên tà tướng có thể chống cự nhưng cũng chống cự không được mấy hơi, đồng dạng bị rút cạn máu tươi, biến thành một khối thây khô, đám tà vương cắn răng điên cuồng chống đỡ, cơ bắp toàn thân không ngừng nổi lên, mạch máu đang run rẩy. Tiểu Hắc thấy thế hừ lạnh một tiếng, Bàn tay đè xuống. Cối xay màu đen chuyển động càng nhanh hơn nữa. Tà vương ở bên dưới cối xay phát ra từng tiếng gào thảm thiết. Vô số máu tươi từ trong thân thể bị cối xay màu đen hấp thu, tiểu Hắc ra tay khiến đám tà tộc ngoại vực này không có chút cơ hội phản kháng nào. Đơn phương tàn sát, hiện tại tiểu Hắc là chủ nhân ma uyên, có thể khống chế sức mạnh của ma uyên. Trải qua năm khảo nghiệm, tiểu Hắc đã có thể khống chế sức mạnh của ma uyên. Trong ma uyên này, chỉ cần không phải cường giả trên hợp đạo cảnh, đối với tiểu hắc mà nói không thành vấn đề, có thể nhẹ nhàng xử lý, giống như lần này triệu hồi ra cối xay màu đen. Đó là lực lượng thuộc về ma uyên, mọi người kinh hãi nhìn lên không trung, nhìn cối xay to lớn màu đen do thần quan hội tụ thành. Trong đó có ma ý cũng bố luân chuyển. Khi cối xay màu đen nhanh chóng chuyển động, tuy rằng nó không có nhằm vào bọn họ nhưng máu chảy trong cơ thể máu trong kinh mạch đều bắt đầu sôi trào, tốc độ chảy trở nên cực kỳ cực kỳ nhanh, giống như muốn phá tan mạch máu, muốn bị cối xoay màu đen hấp thu hết. Dù đám cường giả nhân tộc hợp đạo cảnh như Kiếm Vô Phong cùng với Quốc Sư cũng có loại cảm giác này, chỉ cảm nhận cối xoay to lớn giữa không trung mà đã chịu ảnh hưởng thế nào. Đây là lực lượng bên trong Ma Uyên sao? Đã từng có cường giả hợp đạo cảnh nhân tộc tiến vào Ma Uyên thăm dò. Trong ghi chép cũng không có nói tới cối xoay màu đen gì cả xem ra trong Ma Uyên vẫn còn rất nhiều bí mật mà không ai hay biết. Đương nhiên, e là bọn họ cũng không tiếp nhận nổi những bí mật. Loại lực lượng này tuyệt đối không phải lực lượng mà giới vực vĩ độ thấp có khả năng thừa nhận. Tiểu Hắc được xưng là ma chủ, khống chế ma uyên. Rốt cuộc hắn đến từ nơi nào, mọi người nhìn Tiểu Hắc giống như ma thần buông xuống, sắc mặt không khỏi ngưng trọng. Tà tộc ngoại vực ở nơi đây đều bị cối xay màu đen khóa chặt dù là bỏ chạy hay dùng toàn lực chống đỡ thì đều không thể thoát khỏi kết cục bị cối xay màu đen rút cạn máu. Hết thảy sự vùng vẫy đối diện với lực lượng tuyệt đối đều vô lực, tuyệt vọng như vậy. Chỉ trong thời gian một nén nhang mà đám tà tộc ngoại vực ở đây, bao gồm cả mấy tên tà vương đều bị cối xay màu đen rút cạn máu, hóa thành từng khối thây khô, thế thế, tiểu hắc phất phất tay, cối xay màu đen lại hóa thành thần quang rồi tiêu tán trong thiên địa này. Cối xay biến mất thì máu trong cơ thể mọi người mới bình ổn trở lại. Nhưng lòng của mọi người thì vẫn còn chấn động. Tiểu Hắc bước xuống từ con đường thần quang sau đó đi tới trước mặt ba người Diệp Thu Bạch, cười nói, như vậy cũng không còn vấn đề nữa. Mục đích bọn họ đến chỗ này chính là cản trở kế hoạch của Tà tộc ngoại vực. Hiện giờ Tà tộc ngoại vực đến đây đã bị tiêu diệt hết. Nhiệm vụ tự nhiên cũng hoàn thành. Mục Khanh Khanh tiến tới trước, sắc mặt ngưng trọng nói, đa tạ, nếu không nhờ các ngươi e là kế hoạch cản trở tà tộc ngoại vực không chỉ bị ngâm nước nóng mà chúng ta còn rơi vào cảnh sinh tử trùng trùng. Không riêng chỉ vì đối phương mai phục trước mà còn vì thực lực hai bên chênh lệch. Thực lực của nhóm người vô biên giới vực kém tà tộc ngoại vực xa tiếp. Nếu không có tiểu hắc ra tay, e là thật sự thảm bại ở nơi này, các cường giả hợp đạo cảnh trên không trung cũng đạp bộ đi xuống. Kiếm vô phong nhìn mấy người dịp thu bạch tiểu hắc, cười gật gật đầu, nói về sau nên thường xuyên về kiếm tông. Diệp Thu Bạch gật đầu, nhất định. Đối với tinh vẫn kiếm tông, mọi người vẫn rất có hảo cảm. Phẩm hạnh của mọi người trên dưới tinh vẫn kiếm tông đều khiến bọn hắn sở tôn kính, khâm phục. Huống hồ lúc các đại tông muốn thảo phạt bọn họ thì tinh vẫn kiếm tông dùng hết toàn lực giúp bọn họ chống đỡ. Tuy rằng sau đó là sư tôn lục trường sinh kịp thời đuổi tới giải quyết nhưng phần tình nghĩa này ba người dịp thu bạch khắc trong tâm khảm quốc sư cũng cười nói với tiểu hát không chỉ vô biên hoàng triều chúng ta phải cảm tạ ngươi mà toàn bộ vô biên giới vực đều phải cảm tạ ngươi tiểu hát lắc lắc đầu nói ta chỉ là giúp sư đệ một phù sinh là sư đệ hắn còn một khanh khanh lại là muội muội của một phù sinh quan hệ giữa hai người rất tốt cho nên tự nhiên phải giúp rồi quốc sư sờ râu bạc mỉm cười ngay sau đó ánh mắt nhìn tiểu hát tràn đầy ẩn ý nói tiếp không biết tiểu hữu có đạo lữ chưa đạo lữ Tiểu Hắc nghe vậy sửng sốt, theo bản năng lắc lắc đầu. Ngay sau đó quốc sư chỉ ra một khanh khanh, nói không biết ngươi thấy hoàng nữ điện hạ của hoàng triều chúng ta như thế nào, mặt một khanh khanh nháy mắt đỏ lên, tức giận nói, quốc sư, ngươi nói cái gì đó, quốc sư không để ý đến một khanh khanh, tiếp tục nói, tuy rằng ta không cách nào làm chủ nhưng với thiên phú và thực lực của tiểu hữu, đến lúc đó ta nói cùng hoàng chủ, hắn cũng sẽ không từ chối. Huống hồ hoàng nữ cũng không kém, thiên phú thực lực đều thuộc cấp bậc thiên kiêu cấp bậc, còn nắm trong tay binh quyền của vô biên hoàng triều dịp thu bạch thạch sinh và một phù sinh nhìn nhau vẻ mặt bất đắc dĩ đây là tới là mai sao phản ứng của tiểu hắc cũng nằm trong dự kiến của mọi người chỉ thấy tiểu hắc lắc lắc đầu từ chối tạm thời ta còn không có tâm tư tìm đạo lữ nói trắng ra là không quan tâm tới chuyện nam nam nữ nữ quốc sư nghe son cũng tiếc núi thở dài lý giải nói thì nói như vậy không thể tiến thêm một bước mượn sức nhân vật tiểu hắc hắn cảm thấy rất đáng tiếc. Kiếm vô phong xem mà cảm thấy câm nín, thật sự là một con cáo già. Một phù sinh đã gia nhập bọn họ còn chưa đủ. Còn muốn đưa cả hoàng nữ nhà mình đi luôn sao? Mộ tứ sinh bỗng nhiên tới gần, nhìn Diệp Thu Bạch rồi nói muội muội ta thật sự nhận thức ngươi. Diệp Thu Bạch nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó mừng rỡ, muội muội trong miệng mộ tứ sinh tự nhiên là mộ tử tình, tử tình thế nào, Mộ Tứ Sinh gật gật đầu nói, "Còn tốt nhưng mà không thể rời khỏi gia tộc." Diệp Thu Bạch nói, "Hiểu rõ, nói Tử Tình chờ đó, ta sẽ nhanh chóng đi tìm nàng." Mộ Tứ Sinh nhìn ánh mắt tha thiết chân thành của Diệp Thu Bạch rồi nói, "Tuy rằng không biết ngươi và muội muội ta hiện tại có quan hệ gì nhưng mà ta nhắc nhở ngươi một chút, nếu ngươi muốn mang nàng rời khỏi gia tộc, có khả năng hơi khó khăn đó." Nói xong, Mộ Tứ Sinh liền cùng cường giả hợp đạo cảnh của Mộ gia rời khỏi nơi đây chuyến đi ma uyên đã kết thúc mọi người tự nhiên tính toán dọn đường trở về còn cướp đoạt truyền thừa ma uyên sao bọn họ còn không có ngu như vậy không thấy được tiểu hát đã có thể khống chế lực lượng ma uyên sao bọn họ không làm cái gì còn muốn phân một chén canh đến lúc đó hắn lại tế cái cối xay màu đen kia ra nữa thì ai sẽ chống đỡ đây không thể không nói không một ai ở đây có thể chống đỡ được lưu lại nơi đây cũng không có gì ý nghĩa tuy rằng thành công phá hủy kế hoạch của tà tộc ngoại vực nhưng cũng không đại biểu cho nguy hiểm đã được giải trừ đối phương có khả năng ngóc đầu trở lại bất kỳ lúc nào phải biết rằng lực lượng của tà tộc ngoại vực không chỉ có bấy nhiêu đó thôi kiếm vô phong ở bên cạnh lên tiếng nhắc nhở thu bạch ngươi với vị kia của mộ gia có gì sao dịp thu bạch gật gật đầu ta đây phải nhắc nhở ngươi mộ gia là một trong ba gia tộc cổ xưa nhất vô biên giới vực không đơn giản đâu hơn nữa ba gia tộc đều cực kỳ chú trọng huyết mạch bản thân nghe nói huyết mạch của mộ tử tình chính là huyết mạch tinh thuần nhất mộ gia trong vòng mấy vạn năm qua ngươi có thể hiểu được ý nghĩa của chuyện này đi ba đại gia tộc vô biên giới vực truyền thừa từ thượng cổ đến nay thời gian tồn tại còn nhiều hơn so với với bá chủ hiện giờ của vô biên giới vực vô biên hoàng triều tồn tại thời gian đều phải nhiều đến nhiều mà tam đại gia tộc ngày thường đều thấp dị thường cơ bản không người nào có thể nhìn thấy đệ tử các gia tộc này ra ngoài rèn luyện đồng thời cũng không có tâm tư tranh đoạt tài nguyên ở vô biên giới vực cùng quyền lực nhưng mà ngay cả vô biên hoàng triều cũng phải kiên kỵ ba đại cổ tộc này mấy phần có thể nói nếu đối phương muốn tranh đoạt ngôi vị bá chủ vô biên giới vực thì e là vô biên hoàng triều hiện giờ sẽ không phải là bá chủ duy nhất của vô biên giới vực ba cổ tộc có thực lực sâu không lường được lời kiếm vô phong nói dịp thu bạch đã nghe qua trước đó gia tộc đều có huyết mạch của riêng mình tổ tiên đều là tồn tại đã từng đột phá hợp đạo cảnh mà đột phá hợp đạo cảnh đạt tới cảnh giới bên trên liền có thể truyền thừa huyết mạch không chỉ là thiên phú hoặc thể chất mạnh hơn so với người bình thường vì phòng ngừa huyết mạch bị pha loãng mà ba đại gia tộc rất chú trọng chuyện lựa chọn sử dụng đạo lữ bình thường đều là ba đại gia tộc tìm kiếm đạo lữ giúp nhau chỉ đệ tử gia tộc có huyết mạch chi lực yếu ớt mới có thể kết làm đạo lữ với người bên ngoài. Mộ tử tình là người mộ gia có huyết mạch tinh thuần nhất trong mấy vạn năm qua. Hiển nhiên sẽ không cho phép kết làm đạo lữ với nhân sĩ bên ngoài, huyết mạch chi lực đối với rất nhiều người mà nói là thứ có thể giúp thể chất và thiên phú tăng lên với biên độ lớn. Nhưng đối với một ít người mà nói cũng là một tầng gông xiền. Cho nên kiếm vô phong mới nói như vậy. Diệp Thu Bạch mỉm cười trả lời, tuy rằng nói như thế nhưng không đi thử một chút thì làm sao mà biết kết quả đây nói một câu không dễ nghe dù huyết mạch bị pha loãng thì lại như thế nào phía sau dịp thu bạch ai pha loãng huyết mạch chi lực nhưng đổi lại một hậu trường cường đại hậu như thế rốt cuộc là kiếm lời hay là thua thiệt đáp án không cần nói cũng biết chỉ là không đến mức bất đắc dĩ dịp thu bạch sẽ không đưa sư tôn lục trường sinh ra chuyện này vẫn nên dựa vào chính mình cả một nữ nhân cũng không thể tự tay rước lấy thì còn nói gì đến tu luyện, truy cầu đại đạo. Sau đó người các thế lực đều rời khỏi ma uyên. Còn diệp thu bạch, thạch sinh, một phụ sinh cùng với tiểu hắc vẫn lưu lại nơi này. Tiểu hắc mang theo ba người đi hướng về phía đại điện màu đen. Bên trong có một bảo khố cất chứa đồ vật mà cường giả các tộc đi vào thăm dò ma uyên trước kia đã tử vong lưu lại. Trên đường đi, ba người diệp thu bạch không có hỏi tiểu hắc đã nhớ lại chuyện gì đều là ký ức của mình. Nếu Tiểu Hắc không chủ động nói ra thì ba người cũng sẽ không hỏi tới. Nhưng hiển nhiên Tiểu Hắc sẽ không giấu giếm mấy người Diệp Thu Bạch. Bởi vì người thảo đường đều được Tiểu Hắc coi là người nhà. Sau khi thông qua khảo nghiệm, ta không chỉ có được quyền khống chế ma uyên mà còn được một mảnh vỡ ký ức. Ba người nhìn về phía Tiểu Hắc. Diệp Thu Bạch nói, nói ra không liên lụy sao? Tiểu Hắc lắc lắc đầu nói, Chính là vì về sau có khả năng liên lụy đến các ngươi nên ta mới muốn nói." Diệp Thu Bạch nghe xong cũng không nói thêm, vừa đi hướng về đại điện vừa lẳng lặng lắng nghe Tiểu Hắc nói. Tiểu Hắc tiếp tục nói, trong mảnh vỡ ký ức, hình như trước ta rất rất cường đại, cường đại đến mức có thể coi chúng sinh là sâu kiến. Đối với điểm này, ba người Diệp Thu Bạch cũng không có hoài nghi. Bọn họ cũng đã lờ mờ đoán được thân thế Tiểu Hắc không hề đơn giản. Nhưng mà vì đồ vật nào đó, đồ vật mà ta vẫn không nghĩ ra nhưng chính là bởi vì đồ vật như vậy có cường giả trong tộc lấp mưu hãm hại ta tiến hành đảo loạn ta bị trúng kế bị đánh trọng thương bảy hồn sáu phách bị đánh tan hết sáu hồn năm phách rồi mảnh vỡ ký ức không thể gọi là mảnh vỡ ký ức chính xác là sáu hồn năm phách của ta hiện giờ ta đã tìm được hai phách những người đó rất mạnh ít nhất thì chúng ta hiện tại không cách nào chống cự thạch sinh hỏi ngay cả sư Tôn cũng không phải đối thủ sao?" Tiểu Hắc lắc lắc đầu nói, thực lực của sư Tôn đến bây giờ ta vẫn không nhìn thấu, cho nên không cách nào đánh giá. "Chỉ là hiện giờ ta đã tìm về hai phách, đối phương cũng sẽ nhận ra ta còn sống, cho nên kế tiếp sẽ toàn lực sưu tầm chỗ ta hạ lạc." Nghe vậy, Diệp Thu Bạch gật gật đầu, tiếp lời, nói cách khác, về sau ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Tiểu Hắc yên lặng. Sau đó mới nói, nếu không thì sau này ta liền một mình Hắn còn chưa có nói xong thì Diệp Thu Bạch đã ngắt lời, vỗ tiểu hắc bả vai cười nói, vấn đề không phải quá lớn, ít nhất đối phương còn không biết vị trí hiện tại của ngươi mà, tiểu hắc do dự chút, ngay sau đó nhỏ giọng nói, khi ta tìm được phách thứ ba thì đối phương đã thể cảm nhận được vị trí cụ thể. Sáu hồn năm phách này là thứ mà tiểu hắc cần phải tìm về. Diệp Thu Bạch sen mồm nói, cho nên chúng ta phải càng nỗ lực tu luyện nhiều hơn mới đúng. Tiểu hắc ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thu Bạch. Thạch sinh cũng cười nói, tứ sư huynh, ngươi có thể nói cho chúng ta biết chuyện nghĩa là ngươi xem chúng ta như người thân rồi, còn phải nhiều lời sao, một phù sinh bất đắc dĩ thở dài vốn là sẽ không có nhiều chuyện thế này, dựa theo kế hoạch của ta, ít nhất còn có thể an ổn ẩn giấu mấy ngàn năm. Nhưng nếu đã lên thuyền, vậy thì cũng không có biện pháp nào khác rồi, nói xong, một phù sinh buông tay. Giọng điệu tuy rằng có chút bất đắc dĩ nhưng lại không hề có ý trách cứ tiểu hát quyết định cùng hội cùng thuyền với tiểu hắc nghe được những lời này tiểu hắc cười gãi gãi đầu nói được về sau ta nhất định sẽ bảo hộ các ngươi diệp thu bạch nghe được lời này diệp thu bạch càng cảm giác thân phận đại sư huynh của mình là giả hồng anh nữ đế cử thế ninh trần tâm đạo thống nho đạo tiểu hắc ma chủ thạch sinh tinh thần chi lực một phù sinh được sư tôn yêu thích. Diệp Thu Bạch cảm thấy đại sư huynh mình đây chịu áp lực rất lớn. Khi bốn người đi tới đại điện màu đen thì một cổ ma ý ngập trời lại thổi quét đến. Ở cửa đại điện, nam tử tóc đen tiến tới quỳ một gối xuống rồi nói, tham kiến ma chủ, tiểu hắc nâng tay nói, đứng lên đi. Lúc này nam tử tóc đen mới đứng dậy, sau đó nói, ma chủ, hiện giờ mấy kẻ phản loạn cũng đã biết được sự tồn tại của ngươi, về sau cần phải hành động cẩn thận, không nên kích hoạt lực lượng từ ba phách, nếu không sẽ dễ dàng bị đối phương phát hiện. Tiểu Hắc gật gật đầu nói, mang chúng ta đến bảo khố đi. Nam tử tóc đen gật đầu. Hiện giờ toàn bộ ma uyên do Tiểu Hắc làm chủ, dù dọn sạch bảo khố cũng không có ai nói gì. Bên kia, thân vệ của Lân Long Thân Vương cũng đã đến Lâm Giới Sơn. Bên ngoài Lâm Giới Sơn, quân hoàng triều vốn đóng giữ nơi đây là bị giết chết hoặc bị thương sát người chất ngang dọc. Người bị thương đã chuyển qua Long Khải Thành tiến hành cứu trị, người cứu trị không chỉ có người Long Khải Thành cùng với người các thành trì biên cảnh đi chi viện mà còn có người Hoàng Triều và Thánh Ẩn Thương Hội. Thánh Ẩn Thương Hội không cung cấp đại lượng đang dược chữa thương không giới hạn. Phẩm giai phẩm chất không thấp. Nhưng thương thế của người bị thương thật sự quá mức thảm trọng, rất nhiều người dùng có dùng đang dược chữa thương cao cấp đều không có hiệu quả, phải bỏ mình, trong lúc nhất thời, bầu không khí long khải thành trở nên u ám bên trong phủ thành chủ người hoàng triều cùng với các đại tông môn thành trì biên cảnh và thánh ẩn thương hội mở hội nghị rốt cuộc là ai chẳng lẽ là tà tộc ngoại vực người thánh ẩn thương hội là một nữ tử nữ tử cực kỳ kiều diễm khí chất bất phàm chỉ nghe nữ tử lắc đầu nói hẳn là sẽ không trận pháp phong ấn bên ngoài lâm giới sơn còn không có hoàn toàn bị phá có thể vô thanh vô tức gây ra chuyện này đồng thời thản nhiên rời đi nếu là tà tộc thì tất nhiên sẽ là cấp tà vương. Hơn nữa còn là kẻ xuất sắc trong đám tà vương. Nữ tử đúng là Đổng Tiểu Cầm. Đổng Tiểu Cầm không chỉ là người phụ trách ở Thánh ẩn thương hội mà còn có một thân phận khác. Đó là Thánh ẩn thương hội thánh nữ, chính là nữ nhi của hội trưởng thương hội, Đổng Vạn Tài. Trong nhóm tà vương cũng phân chia mạnh yếu. Tà vương dù là cường giả hợp đạo cảnh đỉnh nhân tộc cũng không phải đối thủ, nghe được Đổng Tiểu Cầm nói, sắc mặt mấy người hoàng triều trở nên ngưng trọng vậy sẽ là ai chẳng lẽ trong thời điểm mấu chốt này lại có người bên ta làm ra loại chuyện này ô lân vương là người trong hoàng triều chưởng quản các thành trì biên cảnh chỉ nghe ô lân vương đột nhiên vỗ án tức giận nói nếu đúng là như thế thì cần phải lập tức ra ra người này trong khi đối mặt với sự tình liên quan tới sự tồn vong của vô biên giới vực thậm chí là sự tồn vong của toàn bộ giới vực vĩ độ thấp mà còn có người dám làm ra loại chuyện này cần phải diệt sát thần hồn, khiến hắn vĩnh thế không được siêu sinh, Đổng Tiểu cầm đè tay xuống nói, "Ô Lân Vương, hiện tại không cần quá mức kích động, sẽ ảnh hưởng tư duy, điều cần phải làm hiện giờ là bình tĩnh." Lại, bắt cho được kẻ chủ mưu. Ô Lân Vương hừ lạnh một tiếng rồi mới ngồi xuống. Lão giả phía sau Đổng Tiểu cầm nhìn thấy cảnh này, mắt lóe ánh sáng sắc lạnh nhưng lại không có ra tay. Dù sao trong tình huống hiện tại không nên trở mặt nguyên nhân thánh ẩn thương hội tới đây không chỉ vì vô biên giới vực mà còn vì chính bọn họ một khi tà tộc ngoại vực chiếm lĩnh vô biên giới vực thậm chí chiếm lĩnh toàn bộ giới vực vĩ độ thấp thì thánh ẩn thương hội còn có thể buôn bán sao bọn chúng sẽ chặt đứt tài lộ của thương hội vân thân vương trong nhóm người hoàng triều cũng gật gật đầu nói thánh nữ nói không sai hiện tại cần phải bình tĩnh một chút vân thân vương chính là đệ đệ của hoàng chủ mục chính đình hai người quan hệ cực kỳ hòa hợp cho nên rất nhiều chuyện bên ngoài đều do vân thân vương ra tay xử lý vân thân vương nhìn về phía ô lân vương nói ô lân vương ngươi chủ quản biên cảnh nơi đây là khu vực mà ngươi quản hạt cho nên vẫn phải dựa vào ngươi ô lân vương gật gật đầu ánh mắt tràn ngập sự phẫn nộ kế tiếp chính là không ngừng điều tra đương nhiên tuy phạm vi điều tra không lớn nhưng mức độ khó khăn cực cao có thể gây ra chuyện này ít nhất cũng là cường giả có tu vi từ hợp đạo cảnh trở lên Trước không nói tới toàn bộ vô biên giới vực có bao nhiêu cường giả hợp đạo cảnh. Chỉ nói tới cường giả hợp đạo cảnh đang tập trung ở lâm giới sơn này có thể đếm bằng hai bàn tay. Nhưng mà mấy cường giả hợp đạo cảnh này ai mà không phải phải hạ người tâm cao khí ngạo, ai tình nguyện tiếp nhận kiểm tra, nhưng mà ô lân vương lại cứng rắn dị thường. Có thể nói là ông Tâm Thái không tiếc đắc tội đám cường giả hợp đạo cảnh và thế lực phía sau họ, muốn mạnh mẽ tiến hành kiểm tra, trong quá trình điều tra vẫn không có phát hiện bất kỳ manh mối nào. Ngược lại còn đắc tội hết các cường giả hợp đạo cảnh. Ban đêm, trong phủ đệ của Ô Lân Vương, trước mặt hắn có vài người áo đen. Có kết quả hay không, đến tột cùng là ai làm ra loại sự tình này?" Một người người áo đen nói, "Thân vương phân phó cần mau chóng tìm ra kẻ chủ mưu, nếu không sẽ gây bất lợi cho kế hoạch lúc sau." Sắc mặt Ô Lân Vương trở nên khó coi. Người có thể làm được chuyện đó chỉ có thể là cường giả hợp đạo cảnh, cường giả hợp đạo cảnh ở Lâm dưới Sơn đều đã bị hắn hết kiểm tra hết rồi vẫn không có bất kỳ manh mối nào như cũ. Kiểm tra vết thương của người bị thương cùng với người tử vong và linh khí còn sót lại ở hiện trường cũng không có manh mối. Giống như kẻ chủ mưu đã sớm biết được cách bọn họ điều tra nên đã lau sạch sẽ hết tất cả dấu vết. Ở thời điểm này, có người lớn tiếng thông báo, báo. Quân đóng bên ngoài lâm giới sơn bị công kích, nghe thế, sắc mặt ô lân vương biến đổi, ngay sau đó lập tức hét to theo ta tới nơi, ô lân vương cùng mấy người áo đen đồng thời tiến đến lâm giới sơn, thật sự muốn nhìn xem rốt cuộc là kẻ nào mà dám làm ra chuyện như vậy lúc bọn họ tới lâm giới sơn thì hiện trường chỉ có người thông báo cùng với ô lân vương cùng mấy người áo đen ô lân vương nhìn mấy chục người trước mắt đã bỏ mình mấy sắc mặt trở nên khó coi hắn nhìn về phía người thông báo rồi nói những người khác đâu những người khác trong miệng ô lân vương tự nhiên là vân thân vương cùng với người thánh ẩn thương hội và các đại tông người thông báo lại không có trả lời mà rút đi ngụy trang thân hắn khoát khôi giáp quân đội hoàng triều trong tay cầm trường thương hắn nở một nụ cười sau đó vỗ một chưởng vào ngực mình đồng thời linh khí không ngừng đánh sâu vào thân thể phốc một nguồn máu bắn tung tóe khôi giáp nhanh chóng bị tổn hại khắp thân thể đều tràn ngập vết thương hơi thở cũng trở nên uể oải nhìn thấy cảnh này ô lân vương đầu tiên cảm thấy sửng sốt ngay sau đó sắc mặt thay đổi không xong trúng kế rồi không chờ ô lân vương phản ứng thì bỗng có mấy hơi thở cường đại buông xuống nơi đây. Trong đó bao gồm vân thân vương, thánh nữ thánh ẩn thương hội đổng tiểu cầm cùng với mấy cường giả hợp đạo cảnh đã đi vào lâm giới sơn. Thấy một màn như vậy, sắc mặt ô lân vương xám như tro tàn. Ngay sau đó nhìn về phía tên ngụy khôi giáp trách nát, hơi thở bể oải, đột nhiên hiểu rõ chuyện gì đó. Hắn cười to nói thủ đoạn tốt. Một chính đình thật sự có thủ đoạn tốt nha, Thế mà không tiếc tà những hại người một nhà, muốn định tội chúng ta, đám người Vân Thân Vương cùng với Đổng Tiểu Cầm nhìn thấy một màn này, giận tím mặt, chỉ nghe Vân Thân Vương lên tiếng trống giận, thì ra là do ngươi làm, mấy tên cường giả hợp đạo cảnh bị kiểm tra mấy ngày nay, trong bụng vốn nghẹn một cổ khí. Hiện giờ, phạm nhân lại chính là Ô Lân Vương, sao bọn họ có thể không giận chứ, chỉ có Đổng Tiểu Cầm suy tư gì đó. Khi liếc mắt nhìn Ô Lân Vương cùng Vân Thân Vương, nàng cảm giác hình như chuyện này cũng không có đơn giản như vậy bởi vì hết thảy đều quá mức trùng hợp. Vì sao nói quá mức trùng hợp? Một nén nhang trước đây Vân Thân Vương còn đang ở cùng một đám cường giả hợp đạo cảnh và Đổng Tiểu cầm thương nghị hung phạm phía sau. Khi đó liền có người cấp báo. Nói hung thủ xuất hiện, đã chém giết đội ngũ tuần tra bên ngoài lâm giới sơn rồi. Khi mọi người tới nơi xảy ra chuyện thì lại phát hiện nam tử khô giáp, hơi thở thoi thóp, cùng với ô lân vương mặt đầy phẫn nộ và mấy người áo đen. Chẳng lẽ không phải quá trùng hợp sao? Còn nữa, dù là đám người ô lân vương ra tay thì trước đó chém giết đội quân ngàn vạn người cũng không hề gây gây ra một chút động tĩnh Thậm chí còn lau sạch toàn bộ dấu vết. Nhưng mà hiện giờ chỉ chém giết một đội tuần tra do mấy chục người tạo thành. Hơn nữa thực lực của đội tuần tra đều thấp hơn người trong quân đội trước đó. Thế mà giờ hành động lại để người khác phát hiện, còn thông báo nữa chứ, đồng thời trong lúc bọn họ tới vẫn không có giết chết người, cũng không có lui lại. Húng hồ nếu đã làm ra loại chuyện này rồi vì sao ô lân vương không mà nguy cơ bại lộ mà tự mình động thủ, không phải nên âm thầm mời cao nhân tương trợ, vậy mới càng thêm ổn thỏa sao, không khỏi quá mức dễ nhận ra điểm khác thường đi, nhưng mà Đổng Tiểu Cầm cũng không có nói gì. Nàng chính là người bình tĩnh nhất ở đây hiện giờ. Trong vân thân vương không thích hợp lắm, hình như đã sớm biết được chuyện này. Nếu không thì với tầm mắt và đầu óc của vân thân vương, không có khả năng không có phát hiện những điểm đáng ngờ còn các cường giả hợp đạo cảnh khác đã sớm bị lửa giận hung đầu dù sao mấy ngày hôm trước còn bị ô lân vương mạnh mẽ kiểm tra bây giờ bỗng phát hiện hung phạm là ô lân vương sao đám cường giả hợp đạo cảnh lại sao có thể tiếp thu được dưới sự phẫn nộ tự nhiên sẽ không nghĩ nhiều như vậy chỉ nghe vân thân vương tiếp tục nói rốt cuộc là ai sai sử ngươi làm chuyện này nói xong câu đó vân thân vương vờ như nghĩ tới ai đó sắc mặt thay đổi lớn tiếng nói chẳng lẽ là lân long thân vương Ô Lân Vương chính là thủ hạ dưới trướng Lân Long Thân Vương. Chuyện này chỉ có vài người trong triều biết được. Nhưng mà Vân Thân Vương là một trong số những người biết. Ô Lân Vương nhìn Vân Thân Vương, chỉ vào hắn rồi cười to Vân Thân Vương, rốt cuộc ta đã hiểu rõ ý đồ của các ngươi. Một chính đình và các ngươi không có chứng cứ nhưng lại muốn kéo Lân Long Thân Vương xuống ngựa đúng không? Bổn Vương thật sự có chút bội phục sự quyết đoán của một chính đình, thế mà có thể làm ra loại chuyện này. Vân Thân Vương phẫn nộ quát, Ô Lân Vương, ngươi đừng vội đổi trắng thay đen, hiện giờ chúng ta mắt thấy là thật, ngươi còn có gì để nói, muốn nói thì chờ tới trước mặt hoàng chủ rồi nói, vừa dứt lời, mấy tên hợp đạo cảnh đồng thời nén giận ra tay bắt lấy ô lân vương cùng với mấy người áo. Đen, nếu không phải vân thân vương ngăn cản thì phỏng chừng mấy tên cường giả hợp đạo cảnh đã diệt sát thần hồn ô lân vương luôn rồi. Cả đám sống lâu như vậy có khi nào chịu ủy khuất bị người ta kiểm tra chứ? Sau khi ô lân vương bị bắt vẫn điên cuồng cười to, lão thất phu mục chính đình đúng là lão thất phu, sau khi ô lân vương bị mang đi, đổng tiểu cầm đứng xem hiện trường. Nàng phát hiện tên nam tử khôi giáp đã sớm biến mất không thấy. Đổng tiểu cầm cong môi, thấp giọng nói, thật là thâm tàn bất lộ nha, hoàng chủ mục chính đình. Vài ngày sau ô lân vương bị mang về hoàng triều. Trong lao ngục, Ô Lân Vương nhìn thấy Mục Chính Đình cùng Vân Thân Vương đi tới, cười lạnh nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Mục Chính Đình lạnh lùng nói, ta sẽ không hỏi cái gì, đương nhiên dù ta có hỏi ngươi cũng sẽ không trả lời không phải sao nghe một chính đình nói ô lân vương hơi sửng sốt không hỏi vì sao phải hỏi ô lân vương nghĩ tới chuyện gì đó ánh mắt tràn ngập hoảng sợ sắc mặt một mảnh hôi bại đúng vậy hiện tại hỏi gì cũng đã không quan trọng nữa một chính đình tự biên tự diễn một vở kịch này đánh vỡ hình tượng hoàng chủ ngầm phái người giết chết đội quân hàng ngàn vạn người chính là vì muốn câu bọn họ ra mạnh mẽ áp hành vi phạm tội lên trên người lân long thân vương dù sao một chính đình sớm đã phát giác lân long thân vương có tâm tư phản nghịch đồng thời cũng đang điều tra nhưng mà chậm chạp không kiếm được chứng cứ vì thế mới có một màn hôm nay nếu có thể hoàn thành màn trình diễn này thì dù hắn có nói hay không thì cũng là việc làm của lân long thân vương ở bên ngoài cũng sẽ lan truyền việc này chính là âm mưu của lân long thân vương cho nên dù hắn có nói hay không hoặc một chính đình có hỏi hay không thì cũng không có ý nghĩa gì một chính đình nói khi ngươi và lân long thân vương có suy nghĩ này và hành động thì nên nghĩ tới hậu quả ngươi cũng không cần ôm hy vọng là ta sẽ bỏ qua ngươi không có khả năng đồng thời người có quan hệ huyết thống với ngươi đều sẽ bị xử quyết hoàng thất vô tình thật ra cũng vì muốn nhổ cỏ tận gốc ô lân vương cúi đầu không nói một lời chuyện này hắn đương nhiên sẽ nghĩ đến hậu chẳng qua sẽ lấy loại này kết cục kết thúc đương thật là buồn cười một chính đình nhìn ô lân vương liếc mắt một cái sau xoay người chuẩn bị rời đi nhưng lúc một chính đình và vân thân vương sắp sửa bước ra khỏi lao ngục thì ô lân vương phía sau vô lực mở miệng buông tha gia tộc của ta ta sẽ nói cho ngươi biết chuyện mà lân long thân vương tính toán ở sau một chính đình và vân thân vương nhìn nhau cười như đã hoàn thành mưu kế Tuy rằng không có Ô Lân Vương làm chứng thì kết quả của chuyện này vẫn sẽ như cũ nhưng lời của Ô Lân Vương vẫn cực kỳ hữu dụng. Bởi vì có thể ngăn cản miệng những trong triều. Miễn cho có một số người muốn ly gián quan hệ giữa đại thần và hoàng chủ tìm được cơ hội. Khi tất cả người trong hoàng triều biết được những chuyện mà Ô Lân Vương khai ra. Một chính đình cũng tức khắc phái tấm quân vây quanh phủ đệ của Lân Long Thân Vương, nhưng lúc này đã người đi nhà trống. Trong phủ của Lân Long thân vương đã sớm không còn nửa bóng người, Vân thân vương báo cáo cho Mục Chính Đình biết. Chỉ thấy sắc mặt Mục Chính Đình cũng không chút biến hóa. Chạy rất nhanh nha, nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì cả. Dù sao thì Lân Long thân vương chạy trốn cũng chứng thực lời Ô Lân vương. Từ đây hoàn toàn lật đổ thế lực của Lân Long thân vương trong hoàng triều. Vân thân vương cũng là cười gật gật đầu, hắn tự nhiên là biết được cái này kế hoạch người phía trước rằng co với ô lân vương tự nhiên cũng là diễn kịch. Nếu không, với chỉ số thông minh của hắn sao có thể không phát hiện điểm không thích hợp chứ, kế tiếp cần phải toàn lực lùng bắt lân long thân vương. Ta đây nhanh chóng đi làm. Cùng lúc đó, ở thảo đường mang hoang giới vực. Ninh Trần Tâm, Hồng Anh cùng với một viễn nhi đều đã về tới thảo đường. Chỉ nghe Hồng Anh cười nói với Lục Trường Sinh, Sư Tôn, chúng ta đã an bài xong chuyện ở thiên linh giới vực, cũng là thời điểm nên đi tìm mấy người đại sư huynh. Lục Trường Sinh Hiện tại còn có thể giải trừ quan hệ sư đồ không? Lân Long Thân Vương chạy trốn rồi, tổng bộ thánh ẩn thương hội ở thánh ẩn thành thuộc vô biên giới vực. Đồng thời thánh ẩn thành cũng là thành trì phồn hoa nhất vô biên giới vực ngoại trừ vô biên hoàng thành. Nơi này cũng là một tòa thành duy nhất không chịu sự quản hạt của Hoàng Triều, hoàn toàn thuộc về thánh ẩn thương hội. Trên đường phố nhộn nhịp, người người qua lại, Nơi này không có bày hàng bên đường, chỉ có từng gian cửa hàng nối tiếp nhau. Đúc khí, luyện đan, phù ấn cùng với trận pháp đều có đủ. Đương nhiên cũng có hàng hóa được trưng bày, bày bán. Ở chỗ này không cần lo lắng phẩm chất. Mỗi một tiểu thương buôn bán đang dược hoặc phù ấn đều phải tiếp nhận giám định từ Thánh ẩn thương. Chỉ có thông qua giám định phẩm chất mới có thể buôn bán. Đương nhiên giá cả cũng cao hơn ở địa phương khác một ít nhưng mà thứ ở địa phương khác có thì ở thánh ẩn thành lại có phẩm chất tốt hơn địa phương khác không có lại có khả năng tìm được ở thánh ẩn thành cũng vì nguyên nhân này nên nơi đây hấp dẫn vô số tông môn thế gia cùng với tán tu tiến đến mua sắm vũ khí đang dược ngay cả vô biên hoàng triều cũng sẽ đúng hạn mua sắm bổ sung từ thánh ẩn thành nếu nói tới chuyện có lo lắng thánh ẩn thành khởi xướng phản loạn hay không chính là chuyện không có khả năng dù sao thánh ẩn thương hội muốn buôn bán cần phải ỷ lại rất nhiều thế lực khác. huống hồ thánh ẩn thương hội chính là cự bá vô biên giới vực. Chiếm cứ hơn 7 phần thị trường rồi, vì sao phải khởi xướng phản loạn, làm chuyện tốn công vô ích làm gì đây, tổng bộ thánh ẩn thương hội tọa lạc trên không trung thánh ẩn thành. Không sai, tổng bộ thánh ẩn thương hội chính là một tòa huyền không thành. Quanh huyền không thành có 8 cầu thang nẫm ở 8 phương muốn tiến vào bái phỏng hoặc đi mua một ít đồ vật hy hữu cần phải đi lên từ cầu thang. Bởi vì nơi này cấm không, không được thánh ẩn thương hội cho phép thì không thể ngự không tiến vào. Hiện giờ Đổng Tiểu Cầm đã bị gọi về tổng bộ. Sau khi biết được tin tức lân long thân vương trốn chạy, nàng không khỏi chết miệng cười. Xem ra thế nhân nhận thức quá cạn về một chính đình. Đối diện Đổng Tiểu Cầm là một lão giả mập mạp Chỉ nghe lão giả cười nói, hoàng thất vô tình, một chính đình làm như vậy thật ra xứng với ngôi vị hoàng chủ. Đổng Tiểu Cầm cũng gật gật đầu, nói: "Phụ thân, chúng ta có cần giúp đỡ vô biên hoàng triều tìm Lân Long thân vương hay không? Sau này cũng có thể để cho bọn họ thiếu chúng ta một ân tình." Lão giả đúng là phụ thân của Đổng Tiểu Cầm, đồng thời cũng là hội trưởng hiện tại của Thánh ẩn thương hội, Đổng Vạn Tài. Có thể nói Đổng Vạn Tài chính là người thao túng kinh tế giới vực vĩ độ thấp nếu đổng vạn tài muốn chỉnh đốn giới vực nào chỉ cần cho người thánh ẩn thương hội đình chỉ hợp tác với người giới vực này tiểu thương của thánh ẩn thương hội rút khỏi giới vực này vậy thì giới vực sẽ chịu đả kích to lớn không có vũ khí tốt nhất cũng không có đan dược phù ấn cùng với trận pháp đối với văn minh võ đạo của một giới vực mà nói là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng cũng không có giới vực nào có thể thừa nhận được hậu quả cho nên có thể nói thánh ẩn thương hội hoặc đổng vạn tài là tồn tại có thể ảnh hưởng tới một phương giới vực. Đổng vạn tài nghe đổng tiểu cầm nói xong, gật gật đầu, có thể, nhưng mà không thể công khai tiến hành, chỉ cần âm thầm giúp đỡ một chút cho một chính đình biết điểm này là được. Đổng tiểu cầm gật đầu, ta đi làm liền. Đối với đổng tiểu cầm mà nói, liên hệ tới chuyện lân long thân vương chạy trốn thì nàng đã đoán được 7-8 phần. Đơn giản mà nói thì Mục Chính Đình lập kế hoạch âm thầm phái người hủy diệt quân đội đóng ở đem lâm giới sơn. Dùng chuyện này để vẽ đường cho Lân Long Thân Vương lộ ra sơ hở, đương nhiên Lân Long Thân Vương cũng cực kỳ cẩn thận. Nhưng mà không chỉ vì khiến Lân Long Thân Vương lộ ra sơ hở. Dù hắn không có lộ ra thì cũng có thể phối hợp với Vân Thân Vương mạnh mẽ úp tội lên trên đầu Lân Long Thân Vương. Tới nước này rồi mà Lân Long Thân Vương không có đào tẩu, như vậy có thể danh chính ngôn thuận điều tra xem lân long thân vương có tâm tư phản loạn hay không nhưng mà lân long thân vương thật sự có lòng phản loạn tuy những chuyện hắn làm được che đây kín kẻ nhưng lại không có khả năng không để sót bất kỳ dấu vết nào chỉ cần dùng chuyện phát sinh ở lâm giới sơn làm cớ điều tra tất nhiên có thể tra ra lân long thân vương chắc chắn không muốn bị điều tra đương nhiên một khi lân long thân vương chạy trốn cũng đã vững chắc tội danh có thể nói lần này không chỉ là âm mưu mà đồng thời cũng là dương mưu mà một chính đình bày ra tráng sĩ đoạn cổ tay âm mưu dương mưu tầng tầng nối nhau lân long thân vương đã bị buộc tới đường cùng chỉ có thể tạm thời thoát đi tìm kiếm cơ hội không phải một chính đình không thu hoạch được gì ít nhất thì lân long thân vương đã hoàn toàn thất thế biến thành phản đồ mà mọi người đòi đánh giết dù sao cũng đang trong tình huống tà tộc ngoại vực sắp sửa xâm lấn vô biên giới vực sắp sửa trải qua đại chiến sinh tử lân long thân vương không cách nào ngoi đầu lên sau khi đổng tiểu cầm rời đi, đổng vạn tài vuốt chòm râu cười nói một chính định A, à, trách không được tiên vương không mà ngăn cản mà muốn truyền ngôi vị hoàng đế cho hắn. Thật là không hiện sơn không lộ thủy, khi lộ ra mũi nhọn lại kinh thiên động địa. Bên kia, trong một sơn cốc cách vô biên hoàng triều cực kỳ xa, không có người sinh sống, không có bất kỳ tài nguyên nào, có thể nói không có người nào nguyện ý đi vào nơi này nhưng trong sơn cốc lại có từng gốc đại thụ chót vót tán rộng che trời, ngăn cản hết ánh sáng chiếu xuống. Trong sơn cốc u ám chỉ có vài tia ánh mặt trời xuyên qua kẻ lá tạo ra quần sáng lấm tấm trên đất. Sơn cốc không có bóng người lại nên đón nhóm, du khách, đầu tiên của nó. Hơn 10 nam tử thân khoác áo đen đi tới nơi này. Sắc mặt bọn họ đều âm trầm, u ám mắt tràn ngập sự tức giận. Người cầm đầu chính là phản đồ mà hiện giờ tất cả người ở vô biên giới vực đều đang truy lùng, lân long thân vương lão cẩu mục chính đình thật sự có thủ đoạn tốt lắm thật sự tàn nhẫn một tên thân vệ phía sau lân long thân vương lên tiếng thân vương hiện giờ chúng ta nên làm gì đây nghe vậy lân long thân vương lắc lắc đầu nói tìm người tìm người sao hiện giờ còn ai nguyện ý giúp đỡ bọn hắn không bao lâu có một luồng khói đen xẹt qua một nam tử tuấn tú xuất hiện trước mặt mọi người lân long thân vương nói kế tiếp nên làm gì bây giờ đám thân vệ thấy thân vương thế mà dò hỏi một nam tử trẻ tuổi xa lạ hơn nữa tư thái hạ thấp cả đám không khỏi cảm thấy kinh ngạc người này là ai chỉ thấy nam tử tuấn tú giơ một ngón tay rồi nói chỉ có một biện pháp thôi gia nhập tà tộc ngoại vực lợi dụng quân cờ mà ngươi còn giấu ở hoàng triều để cung cấp tình báo cho tà tộc như vậy ngươi mới có cơ hội lật bàn khi nam tử tuấn tú nói ra thời điểm này lân long thân vương cùng với đám thân vệ phía sau hắn đều kinh hãi lời này đã tiết lộ thân phận của nam tử tuấn tú rồi tà tộc ngoại vực Tên nam tử này là thành viên tà tộc, chỉ thấy sắc mặt Lân Long Thân Vương trở nên ngưng trọng, nhìn nam tử Tuấn Tú trước mắt rồi nói, "Tà tộc sao?" "Ngươi cứ thản nhiên nói ra thế này chẳng lẽ sẽ không sợ bổn vương tố giác ngươi sao?" Nghe xong lời này, nam tử Tuấn Tú cũng không có chút sợ hãi hay lo lắng nào cả, ngược lại vẫn bình tĩnh như cũ, giống như tất cả mọi chuyện đều ở trong sự khống chế của hắn. "Tố giác? Hiện giờ ngươi đã là phản đồ rồi." chứ không nói ngươi phái người tố giác có thể khiến mình bại lộ vị trí hay không, huống hồ hiện tại còn ai tin tưởng lời ngươi sao, dù là như thế ta vẫn có thể biến mất trong tầm mắt các ngươi, tin tưởng ta đi, nhân tộc các ngươi có xuất động toàn bộ cường giả hợp đạo cảnh thì cũng không cách nào tìm được ta. Lân Long thân vương yên lặng. Đúng là nam tử trước mắt nói không sai. Hiện tại mọi người đều đòi đánh đòi giết hắn, hắn chẳng khác nào tà tộc, còn có người sẽ tin tưởng hắn sao, Lân Long thân vương tiếp tục nói nhưng mà ngươi là tà tộc, nếu ta giúp các ngươi thì các ngươi vẫn sẽ giết chết chúng ta mà thôi có ta ở đây bọn họ sẽ không dám giết ngươi nam tử tuấn tú tự tin nói biểu tình trông rất cuồng ngạo chỉ cần ngươi nguyện ý nghe lệnh ta ta tự nhiên sẽ bảo hộ ngươi lân long thân vương nhíu nhíu mày nói vậy ngươi tàn sát sạch người ở vô biên giới vực cùng với giới vực vĩ độ thấp ta có lên ngồi trên ngôi vị hoàng đế cũng có tác dụng gì đâu nghe được lời này nam tử tuấn tú nở nụ cười trào phúng chỉ là một thổ hoàng đế của giới vực vĩ độ thấp cần để làm gì ta hỏi ngươi ngươi muốn ngôi vị hoàng đế vì điều gì không đợi lân long thân vương trả lời nam tử tuấn tú liền nói tiếp còn không phải là vì quyền thế có quyền thế liền có nhiều tài nguyên hơn cho mình chiếm dụng cảnh giới mới có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới tăng lên chính là vì trường sinh nếu ngươi nghe lệnh ta ta có thể mang ngươi đi giới vực trung vĩ độ như vậy thì ngươi sẽ có càng nhiều tài nguyên tốt hơn cũng có linh khí sung túc chẳng phải tố hơn rất nhiều sao lân long thân vương nghe xong lại yên lặng không thể không nói những chỗ tốt này đều là những gì hắn muốn hắn truy cầu trường sinh là mục tiêu mà mỗi người tu đạo đều theo đuổi lân long thân vương cũng không ngoại lệ có thể đến giới vực trung vĩ độ tất nhiên là kết quả tốt nhất nam tử tuấn tú tiếp tục dụ dỗ huống hồ ngươi cũng có thể gia nhập tà tộc gia nhập tà tộc sắc mặt mọi người biến đổi sao có thể có chuyện gì mà không có khả năng xảy ra nam tử tuấn tú bình tĩnh nói chỉ cần thay máu liền có thể đổi huyết mạch sâu kiến trong cơ thể các ngươi thành máu tà tộc rồi trọng tố thân thể là được khi đó cảnh giới và thực lực của các ngươi sẽ vượt xa trước kia lân long thân vương vẫn có vẻ do dự cũng có thể nói là ngươi còn có lựa chọn tốt hơn sao tà tộc chiếm lĩnh giới vực vĩ độ thấp chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi thực lực hai bên chênh lệch quá mức to lớn các ngươi không có cách nào chống cự. Giới vực trung vĩ độ và giới vực vĩ độ thấp có thực lực chỉnh thể không cùng một cấp bậc. Nói tới đây, nam tử tuấn tú dừng lại, không nói thêm nữa. Lẳng lặng nhìn lân long thân vương chờ đợi câu trả lời của hắn. Lượng tin tức quá lớn khiến lân long thân vương phải suy nghĩ một lúc. Hiện giờ hắn đã không có đường lui. Từ chối thì chỉ có thể trải qua cuộc sống đào vong, trốn chui trốn nhủi, chắc chắn không hề có bất kỳ khả năng lật bàn nào, nghĩ tới đây, lân long thân vương cắn chặt răng. Hắn ưa thích quyền thế, nếu không cũng sẽ không có giả tâm phản loạn, hắn muốn trường sinh cho nên càng cần tài nguyên và cảnh giới cao hơn. Vậy nên giờ cũng không có gì mà cần suy nghĩ thêm, đáng do do dự. Lân long thân vương gật đầu nói, ta đáp ứng ngươi. Nam tử tuấn tú nghe xong gật đầu, sau đó lấy ra hơn 10 chiếc nhẫn. Đây là cái gì, hồn giới nam tử tuấn tú nhàn nhạt nói nếu quyết định đi theo với ta nghe lệnh ta thì đeo hồn giới này vào một khi có bất kỳ ý niệm phản loạn gì thì hồn giới đều có thể cảm ứng được hơn nữa trực tiếp phá hủy thần hồn của các ngươi sắc mặt đám người lân long thân vương lập tức biến đổi ngay sau đó trở nên cực kỳ khó coi ta đã đáp ứng ngươi rồi ngươi còn cần làm điều thừa nữa sao đeo hồn giới này vào thì bọn họ sẽ mất đi tự do vĩnh sinh vĩnh thế đều không thể sinh lòng phản loạn. Điều này đối với lân long thân vương mà nói là một chuyện khó có thể chấp nhận được. Nam tử tuấn tú lạnh nhạt nói, đối với một tên nhân tộ đã từng từng có lòng phản loạn mà nói, không mang hồn giới ta không thể nào hoàn toàn tin tưởng. Dù sao những chuyện cần làm lúc sau đều ảnh hưởng tới tà tộc. Sắc mặt lân long thân vương vẫn không dễ nhìn lắm. Người phía sau hắn cũng tức giận nói, nếu chúng ta không mang thì sao, không mang, nam tử tuấn tú giơ một ngón tay ra một đạo tà quan bắn tới nháy mắt trán của người nói ra lời này xuất hiện lỗ máu đầu bị xuyên thủng thần hồn tan biến mọi người đều kinh hãi phải biết rằng tên thân vệ vừa lên tiếng là một cường giả nửa bức hợp đạo cảnh dùng một ngón tay liền hạ gục một người nửa bức hợp đạo cảnh rốt cuộc tên nam tử tuấn tú trước mắt có thực lực ở cấp độ nào bọn họ không biết cũng không thể nhìn thấu đã tới một bước này rồi không cần thiết phải từ chối Đương nhiên nếu từ chối thì ta cũng sẽ giết các ngươi để diệt khẩu, rốt cuộc chuyện thế này không nên bại lộ. Lân Long Thân Vương yên lặng một hồi, gật đầu nói, ta đáp ứng. Ngay sau đó giơ gón tay xỏ hồn giới vào. Ngay sau đó như có một xiềng xích vô hình quấn lấy thần hồn của hắn. Chỉ cần động một chút ý niệm phản nghịch, xiềng xích này sẽ quấn nát thần hồn của Lân Long Thân Vương các thân vệ khác thém tử tuấn tú mỉm cười gật gật đầu nói như vậy mới đúng ngươi còn bao nhiêu ám tử bên trong hoàng triều quyền lực như thế nào lân long thân vương lập tức viết ra một phần danh sách không có bất kỳ do dự đã đầu nhập vào thì không cần che giấu làm gì chỉ có thể hiện ra giá trị bản thân lúc sau mới có thể nhận được lợi ích càng phong phú hơn đối với thái độ của lân long thân vương nam tử tuấn tú cũng hài lòng gật đầu nhìn những cái tên trên danh sách hắn càng hài lòng hơn không ít kẻ quyền cao chức trọng trong hoàng triều dù sao trước kia lân long thân vương là một người có quyền thế ngập trời sở hữu tực những ám tử thế này cũng là chuyện khá bình thường đây cũng là mục đích mà nam tử tuấn tú tìm tới lân long thân vương tiếp theo nghĩ cách liên hệ ám tử hỏi ra tình báo xuất chiến của vô biên giới vực có ai tham gia lần lượt điều tra hết sau đó báo cho ta xong chuyện rồi ta sẽ mang các ngươi đến giới vực trung vĩ độ, đến lãnh địa tà tộc giúp các ngươi thay máu, nghe được lời hứa hẹn. Lân Long thân vương gật đầu nói, hy vọng ngươi sẽ không nuốt lời. Ở bên kia, Hồng Anh, Ninh Trần Tâm cùng với một quyển nhi thông qua đại trận truyền tống không gian ở thảo đường tiến vào vô biên giới vực. Phong ấn trong lâm giới sơn bị phá tan chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Muốn phong ấn lần nữa chỉ có thể đủ đúc lại trận pháp. Còn muốn tăng cường trận pháp thì trừ phi tinh vẫn kiếm hoàng trọng sinh sau đó hiến tế bản thân lần nữa thì may ra. Dù sao đại trận phong ấn do thần hồn của tinh vẫn kiếm hoàng kết thành. Kết câu bên trong không có bao nhiêu người có thể thăm dò rõ ràng. Bởi vì thần hồn của một người chính là thứ thần bí, phức tạp nhất trong nhân thể. Thực lực có mạnh hơn nữa cũng không cách nào khám phá hết thảy. Còn chuyện đúc lại trận pháp. Trước không nói tới trận pháp đủ để phong ấn tà tộc ngoại vực, trận pháp có cấp bậc cao thế này, với cảnh giới của trận pháp sư ở vô biên giới vực hiện tại, căn bản không thể thiết lập. Nếu không thì vì sao Tinh vẫn kiếm hoàng không tiếc lấy huyết nhục lập sơn, hiến tế thần hồn tạo nên trận pháp chứ, đồng thời dù cho có năng lực này thì tà tộc thoát ra từ khe hở trận pháp cũng sẽ tiến hành quấy nhiễu. Không cách nào thuận lợi thiết lập trận pháp. Cho nên chuyện mà vô biên giới vực có thể làm là phòng thủ lâm giới sơn nghiêm ngặt hơn, tử thủ nơi đây. Không thể để đối phương bước qua lâm giới sơn. Nếu không thì toàn bộ vô biên giới vực sẽ biến thành luyện ngục. Bên kia. Khi ba người Hồng Anh tiến vào vô biên giới vực, nơi truyền tống tới chính là Tinh Vẫn kiếm tông. Dù sao lần đầu Trường Sinh tới vô biên giới vực chính là đi Tinh Vẫn kiếm tông cứu viện. Con mẹ nó, nghĩ tới liền tức giận may mà thu được một đứa đồ nhi hiểu chuyện. Từ, ưu khuyết bù đắp nhau, tạm tha dịp thu bạch một lần. Ít nhất là lục trường sinh nghĩ như vậy. Một quyển nhi tò mò nhìn chung quanh, trong mắt tràn ngập sự kích động, nói nơi này chính là vô biên giới vực sao, không hổ danh được xưng là giới vực mạnh nhất vĩ độ thấp, linh khí quá nồng đậm nha, Hồng Anh cũng gật gật đầu nói, đúng là như thế, đương nhiên ngoại trừ nhà của chúng ta nhà trong miệng Hồng Anh tự nhiên chính là Thảo Đường rồi. Quanh Thảo Đường đều có trận pháp của lục trường sinh bao phủ, linh khí chi nồng đậm, dù là vô biên giới vực cũng kém xa vạn dặm. Ninh Trần Tâm nhìn quanh nói, nơi này là nơi nào, theo lý mà nói thì sư tôn cho chúng ta truyền tống đến nơi đây tự nhiên có tính toán của hắn. Trước tìm người đi, xem xem có thể nghe được tin tức về mấy người đại sư huynh hay không. Hiện giờ, bởi vì trở thành thiên đạo của mang hoang giới vực, hơn nữa có thêm thiên phú dung hợp từ chính thế, Hồng Anh Cửu đã đạt tới đế cảnh hậu kỳ. Ẩn ẩn sắp đột phá lên cấp độ cao hơn, Ninh Trần Tâm trở thành người đứng đầu đạo thống ở mang hoang giới vực và thiên linh giới vực. Nho đạo khắp chốn đều quy tụ về thư trai. Thư trai chính là thế lực truyền đạo mà Ninh Trần Tâm sáng lập. Hiện giờ càng ngày càng nhiều người tu luyện nho đạo. Đối với Ninh Trần Tâm mà nói, Tính ngưỡng chi lực nồng đậm như thế cũng giúp hắn có được sức chiến đấu sánh ngang với cường giả đế cảnh trung kỳ. Còn một quyển nhi, cảnh giới luyện tăng lên rất chậm. Tới hiện tại vẫn còn ở cảnh giới bán đế. Đây cũng là vì một quyển nhi đều dùng hết tâm tư vào đan đạo. Hiện giờ, với cảnh giới đan đạo của nàng đã có thể nhẹ nhàng luyện chế linh đan. Linh đan chính là đan dược phía trên đan dược thiên giai. Đến nỗi đan dược trên cả linh đan nữa là đan dược hậu thổ cấp, hướng lên trên nữa là hư thiên cấp hậu thổ cấp thì một quyển nhi có nắm chắc sáu bảy phần luyện chế thành công còn cao hơn nữa thì nàng chưa luyện được thật ra một quyển nhi cũng đang lo lắng đan đạo của mình tiến bộ quá nhanh còn cảnh giới lại gia tăng quá chậm khi đó cây liễu đã cho nàng lời khuyên lấy đan nhập đạo chưa chắc là không thể một quyển nhi hiểu được lời này sau đó không còn lo lắng nữa luyện đan mới là điều mà nàng hứng thú tu đạo thật sự không khiến nàng hứng thú chút nào đúng lúc này có một nam một nữ đi tới nhìn ba người hồng anh cả hai không khỏi thắc mắc không biết ba vị là người phương nào tới tin vẫn kiếm công ta vì chuyện gì hồng anh tiến lên một bước đối mặt với hai người mà không hề e ngại bất kể là trong ánh mắt hay lời nói đều tràn ngập một cổ đế vương chi ý chúng ta cũng không có ác ý chỉ là tới đây tìm mấy người Tuy rằng lời này không có gì vấn đề gì nhưng một nam một nữ nghe xong lại theo bản năng lui nửa bước. Trong lòng bỗng sinh ra cảm giác kính sợ Hồng Anh. Khi bọn họ nhận ra chuyện này, sắc mặt kinh hãi, nữ tử này là ai, chỉ nói chuyện thôi mà đã có thể khiến bọn họ sinh ra lòng kính sợ. Phải biết rằng hai người bọn họ có cảnh giới kém hơn lâm giới nhưng như vẫn là thiên kiêu kiếm tông, chính là đệ tử thân truyền của Trương Vân Tông. Nam tử lên tiếng hỏi, người nào, Hồng Anh nói, Diệp Thu Bạch, Tiểu Hắc còn có Thạch Sinh nghe ba cái tên này một nam một nữ liếc nhau ánh mắt kinh nghi bất định ngươi tìm kiếm tử có chuyện gì kiếm tử ba người hồng anh không khỏi nhìn nhau cười xem ra đại sư huynh ở chỗ này lăn lộn không tệ trở thành kiếm tử rồi chúng ta là đồng môn của diệp thu bạch một nam một nữ nghe xong mới thoải mái thở phào một hơi trách không được chỉ nói chuyện mà đã có khí thế như vậy thì ra là đồng môn của ba quái vật diệp thu bạch có sư tôn cường đại thì thực lực thế này cũng rất bình thường sau khi biết được thân phận ba người một nam một nữ không dám chậm trễ lập tức dẫn ba người hồng anh tiến vào kiếm tông tới tin vẫn kiếm tông kiếm vô phong đích thân tiếp đãi ba người hồng anh kiếm vô phong cười nói hiện tại dịp thu bạch không có ở nơi này thời điểm nói chuyện hắn cũng đánh giá ba người hồng anh có đế vương chi ý tu vi đế cảnh hậu kỳ Quanh thân Ninh Trần Tâm có nho đạo chi ý vờn quanh. Một quyển nhi thì phát ra hơi thở đang đạo. Mấy điểm này khiến Kiếm Vô Phong không khỏi cảm khái. Đệ tử của vị tiền bối kia quả thực không có một người nào bình thường. Hồng Anh hỏi, "Xin hỏi mấy người đại sư huynh đang ở nơi nào?" Lâm Giới Sơn. Kiếm Vô Phong nói ra sự tình phát sinh ở Vô Biên Giới vực một lần. Một quyển nhi là mặt khổ nói, "Hồng Anh tỷ, hình như chúng ta tới sai thời điểm rồi." Hồng Anh cười, sờ sờ đầu một quyển nhi ở thời kỳ này mới có thể xem là chúng ta tới đúng lúc chứ, cần phải giúp đỡ mấy người đại sư huynh. Kiếm vô phong nói, các ngươi muốn đi lâm giới sơn sao? Vậy cùng ta đi đi. Hiện giờ các đại tông môn đang chỉnh hợp lực lượng, điều quân tinh nhuệ đến đóng giữ lâm giới sơn. Tinh vẫn kiếm tông chúng ta cũng không ngoại lệ. Nghe đến đây, ba người Hồng Anh gật đầu đáp ứng. Hiện giờ sốt ruột cũng không có tác dụng. Được rồi, truyền âm cho đại sư huynh báo tin trước đi. Ở Lâm Giới Sơn, Diệp Thu Bạch, Tiểu Hắc, Thạch Sinh cùng với một phù sinh đã rời khỏi Ma Uyên. Tuy rằng bảo vật trong bảo khố có cấp bậc không hề thấp nhưng đối với bốn người hiện giờ mà nói cũng không có tác dụng lớn. Diệp Thu Bạch có Tinh Vẫn kiếm và Thanh Vân kiếm. Thạch Sinh có Minh Hoàng Huyền Phủ, Lạc Tinh Thần Phủ. Tiểu Hắc thì lại có Cửu Thiên Ma Kích cùng với thân thể cường hãn còn phù sinh thế nào thật ra hắn cầm đi rất nhiều pháp bảo bảo mệnh bọn họ cũng đã nhận được truyền âm từ hồng anh phù sinh lúc sau giới thiệu cho ngươi biết nhị sư tỷ và tam sư huynh các thế lực lớn đều tập kết bên ngoài lâm giới sơn trước sự đe dạo của ngoại địch là tà tộc ngoại vực tất cả các thế lực bên trong giới vực đều là tạm thời vứt bỏ hiềm khích cùng chung một lòng dù sao đây là sự tình liên quan sự tồn vong của vô biên giới vực Thảo Đường cũng lần thứ hai tề tụ ở Long Khải Thành. Sau khi tề tự tự nhiên không thể thiếu một buổi ôn chuyện rồi. Đây là luật sư đệ sao. Trên mặt Hồng Anh treo nụ cười nhàn nhạt nhìn về phía một phù sinh. Một phù sinh lập tức tiến lên nói, đã sớm nghe nói tới nhị sư tỷ thiên phú cùng mỹ mạo đều tuyệt luân diệp thu bạch. Thạch sinh. Tiểu hắc Gia hỏa này quá biết liếm đi, Hồng Anh buồn cười nói, chúng ta là sư huynh đệ đồng môn, ngươi không cần câu nệ như vậy đều là người một nhà ninh trần tâm cũng mỉm cười chào hỏi ngay sau đó liền nhìn về phía diệp thu bạch nói đại sư huynh nghe nói tình huống hiện tại không tốt lắm diệp thu bạch nghe hỏi sắc mặt trở nên nghiêm túc đúng là không tốt lắm tà tộc ngoại vực chính là một thế lực ở giới vực trung vĩ độ thực lực cực kỳ cường đại hiện giờ sắp sửa đột phá phong ấn hồng anh tiếp lời ta cũng biết một ít thông tin về tà tộc ngoại vực trước đó bọn họ đã đến xâm lấn thiên linh giới vực chỉ là sau khi xâm lấn một lần ta vốn cho rằng đối phương sẽ tiếp tục tiến công nhưng không biết vì sao đã chuẩn bị chu toàn mà vẫn không thấy bóng dáng đội quân đối phương ở thảo đường xa xôi lục trường sinh đột nhiên hắt xì một cái xoa xoa mũi hắn khó hiểu nói sao gần đây cứ ho khang rồi hắt xì vậy ta rốt cuộc là có người đang mắng ta hay là ta bị cảm một phụ sinh là người thừa kế ngôi vị hoàng chủ vô biên hoàng triều, tự nhiên hiểu rõ nhất về tà tộc ngoại vực. Tà tộc ngoại vực có thực lực vượt qua chúng ta nhiều, chỉ chiến lực đỉnh đã hoàn toàn đè ép chiến lực hợp đạo cảnh bên nhân tộc chúng ta rồi, vậy hiện giờ không có biện pháp nào sao? Một phụ sinh lắc lắc đầu nói không có cách nào, chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng, nên đón đối phương tiến công thôi. Mọi người yên lặng. Trước sự chênh lệch to lớn về văn minh tu đạo, đúng là chỉ có thể tử thủ thôi giới vực vĩ độ trung cùng giới vực vĩ độ thấp chỉ khác một chữ nhưng sự chênh lệch không phải là một chữ có thể lấp đầy tựa như lạch trời đúng lúc này có một vị khách ngoài ý muốn xuất hiện đột nhiên đi tới chỗ đám người dịp thu bạch nhìn người nọ dịp thu bạch kinh ngạc nói đại cử. a không mộ tứ sinh sao ngươi lại tới đây người tới đúng là mộ tứ sinh chỉ nghe mộ tứ sinh nhìn thấy ở đây có nhiều người trên mặt có chút ngại ngùng các thế lực tập kết ở lâm giới sơn Tất nhiên ba đại gia tộc cũng không ngoại lệ. Ta tới nơi này là bởi vì phụ thân ta muốn gặp ngươi. Phụ thân của mộ tứ sinh sao? Diệp Thu Bạch hơi hơi sửng sốt. Cũng chính là phụ thân của Tử Tình, gia chủ hiện tại của mộ gia. Hồng Anh, Ninh Trần Tâm cùng với một quyển nhi cảm thấy khó hiểu. Sau khi Thạch Sinh giải thích một lần mới bừng tỉnh hiểu ra. Bọn họ cũng từng gặp mộ Tử Tình rồi. Cũng biết hai người đã sớm có tình cảm với nhau ánh mắt ba người nhìn về phía Diệp Thu Bạch dần trở nên ái muội. Đại sư Huynh, cố lên nha, đừng ném mặt mũi thảo đường chúng ta. Diệp Thu Bạch xấu hổ, mặt đỏ lên, làm bộ ho kha một tiếng sau đó nói, nói cái gì đó. Được rồi, trưởng bối tìm ta, xuất phát từ lễ phép nên ta phải đi một chuyến, các ngươi ở nơi này nghỉ ngơi đi. Diệp Thu Bạch nói xong liền theo mộ tứ sinh đi ra bên ngoài. Dọc theo đường đi. Diệp Thu Bạch hỏi thăm tin tức về mộ tử tình. Mộ tứ sinh bất đắc dĩ nói, tử tình không có tới. Trong tình huống này, tử tình là người có huyết mạch thuần khiết nhất trong gia tộc, gia tộc không có khả năng để nàng ra ngoài, để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trừ phi nàng hoàn toàn tiếp hoạt huyết mạch chi lực, đạt tới hợp đạo cảnh. Diệp Thu Bạch cũng tán thành chuyện này, như vậy cũng tốt, hiện tại bên ngoài rất nguy hiểm. Mộ tứ sinh kinh ngạc nói, Người cảm thấy rất tốt, như vậy không phải khiến các ngươi càng khó gặp nhau sao nghe vậy diệp thu bạch nhún vai không thèm để ý chút nào thật sự cũng không phải quá khó khăn thuyết phục lão cha của ngươi và tử tình không phải tốt sao tuy rằng tỏ vẻ không để ý thậm chí không tim không phổi nhưng mộ tứ sinh lại có thể nghe ra được sự kiên định mộ tứ sinh có chút tò mò rốt cuộc là điều gì khiến diệp thu bạch tự tin như thế phải biết rằng phụ thân hắn Gia chủ mộ gia mộ lập bi cũng không dễ nói chuyện nha. Nói một hồi cả hai đã đi tới một phủ đệ tạm thời. Phủ đệ dựng ở một nơi rất là hẻo lánh. Nhưng chung quanh lại có rất nhiều ám tuyến cùng với trận pháp, cửa cũng không có thủ vệ. Mộ tứ sinh thò ra trước cửa lớn phủ đệ. Lúc này tay hắn như chạm đến một tầng bình chướng vô hình. Quanh bàn tay mộ tứ sinh xuất hiện từng gơn sóng nhộn nhạo. Ngay sau đó bình chướng vô hình tách ra một lỗ hổng, hai người thông qua lỗ hổng tiến vào trong khi diệp thu bạch bước vào đại môn liền cảm nhận được mấy hơi thở cường đại đồng thời khóa chặt mình không ngừng ra quét đánh giá hắn điều này khiến diệp thu bạch khẽ nhíu mày hắn rất không thích cảm giác bị giám thị thế này nhưng mà xem trên mặt mũi tử tình diệp thu bạch quyết định không rút kiếm dù sao có rút kiếm cũng không đánh lại sau khi hai người đi qua đình viện có núi giả tiến vào một gian phòng thì có một nam tử ngăn cản đường đi mộ tứ sinh nhíu mày nói lập ý là phụ thân kêu ta dẫn diệp huynh tới đây mộ lập ý cũng chính là tộc đệ của mộ tứ sinh tuy thực lực và thiên phú không bằng mộ tứ sinh nhưng cũng là nhân vật thiên tài hàng đầu cảnh giới hiện giờ đã là đế cảnh sơ kỳ mộ lập ý hơi nhướng mày nhìn diệp thu bạch rồi nói là tên này muốn ngấp nghé tử tình thật sự không biết lượng sức mình hiện giờ tu vi của dịp thu bạch ở đế cảnh sơ kỳ hơn nữa còn là huyết mạch phàm nhân bình bình thường thường khác biệt với huyết mạch mộ da trong cơ thể mộ lập ý tự nhiên hắn chướng mắt rồi mộ tứ sinh còn muốn nói gì đó nhưng lại bị dịp thu bạch kéo lại chỉ thấy dịp thu bạch lắc lắc đầu nói không cần lo lắng giao cho ta ai nhìn dịp thu bạch tiến tới mộ tứ sinh bất đắc dĩ lẩm bẩm ta không lo lắng cho ngươi là ta lo lắng cho tộc đệ nha là bằng hữu của lâm giới làm sao mà hắn không biết diệp thu bạch là quái vật thế nào dù hiện giờ hắn đã đột phá đến đế cảnh trung kỳ nhưng e là cũng không phải đối thủ của diệp thu bạch đây chính là quái vật ở bán đế cảnh liền có thể so chiêu với đế cảnh hậu kỳ có thể liên thủ đánh tà tướng phân thần cảnh trọng thương hơn nữa đã đạt tới cảnh giới kiếm thánh dựa theo tính cách của Diệp Thu Bạch thì không phải một người cao ngạo thích phô bày. Nhưng mà muốn gặp mộ tử tình, hẳn là cần phải xuất ra chút đồ. Hiện giờ hắn đang bị người mộ gia giám thị. Không làm gì đó thì sao nhận được sự tôn trọng chứ, huống hồ, mộ lập ý là tiểu bối trong gia tộc, sao lại dám ngăn cản người được gia chủ mộ gia gọi đến. Rõ ràng đây là một cửa khảo nghiệm. Mọi người đều biết. Người thống trị của vô biên giới vực là vô biên hoàng triều, thực lực cường hãn nhất nội tình cực kỳ sung túc chưởng quản vô số tài nguyên ở vô biên giới vực nhưng có người biết tới sự tồn tại của ba cổ tộc thời gian ba cổ tộc tồn tại còn dài lâu sớm hơn vô biên hoàng triều nhiều nhưng cũng bởi vì ba cổ tộc cực kỳ điệu thấp cho nên mới có nhiều người không biết sự tồn tại của bọn họ nói tới nội tình thì ba cổ tộc sẽ không thể kém hơn vô biên hoàng triều còn có thêm huyết mạch cổ tộc chống đỡ vậy nên địa vị của ba cổ tộc đến bây giờ vẫn không bị lay động đột phá đến cảnh giới phía trên hợp đạo cảnh thì huyết mạch sẽ có sự biến đổi thiên phú cùng với thực lực đều sẽ tăng trưởng với biên độ lớn đồng thời huyết mạch tổ tiên cũng sẽ được truyền cho đời sau đây cũng là nguyên nhân ba cổ tộc không cho phép dòng chính gia tộc thông hôn với người bên ngoài cho nên thông thường là ba cổ tộc liên hôn với nhau huyết mạch hai bên tương dung khả năng đời sau có huyết mạch chi lực cường đại cao hơn bởi vì điểm này nên quan hệ giữa ba cổ tộc vẫn luôn bền chặt. Mộ Tử Tình là người thuộc một trong ba cổ tộc, Mộ gia. Nàng là người có huyết mạch tinh thuần nên tự nhiên không được phép thông hôn với người bên ngoài. Diệp Thu Bạch đẩy Mộ Tứ Sinh ra rồi tiến tới trước mặt Mộ Lập Ý, Mộ Lập Ý cũng là dòng chính Mộ gia, tuy huyết mạch chi lực không bằng Mộ Tứ Sinh cùng với Mộ Tử Tình nhưng cũng rất tinh thuần. Từ bỏ đi, người trong ba cổ tộc không có khả năng kết làm đạo lữ với người không có huyết mạch bên ngoài. Mộ lập ý trào phúng cười, huống hồ không có huyết mạch chi lực, trong cùng cảnh giới ngươi có thể là đối thủ của ta sao, người trong ba cổ tộc cực kỳ coi trong huyết mạch chi lực. Đồng thời cũng kiêu ngạo vì điều này. Diệp Thu Bạch cười khẽ một tiếng, lấy tin vẫn kiếm ra, huyết mạch chi lực chính là tất cả sao. Cũng không nhất định. Nghe vậy. Ánh mắt mộ lập ý trở nên lạnh lẽo. A. À, xem ra ngươi khinh thường huyết mạch chi lực, không có ý này. Tay Diệp Thu Bạch cầm tinh vẫn kiếm, lạnh nhạt nói, có huyết mạch chi lực thì sẽ có khởi điểm cao hơn người tu đạo có cùng thiên phú. Nhưng mà Diệp Thu Bạch là người bình thường sao? Hỗ Nguyên kiếm thể. Kiếm tâm thông minh. Đạo cơ vô cùng kiên cố cùng với cảnh giới kiếm thánh. Tuy rằng tu vi đế cảnh sơ kỳ so với mấy đệ tử thảo đường còn lại có vẻ hơi yếu hơn một chút, nhưng còn trẻ tuổi như thế mà đã đạt tới kiếm thánh chi cảnh, có thể nói thiên phú trên kiếm đạo của Diệp Thu Bạch khủng bố đến cực điểm, huống hồ còn có thêm một sư tôn bậc hát nữa. Bình thường lắm sao, đáp án tự nhiên hay không rồi? Mộ lập ý tự nhiên cũng lĩnh hội được ý trong lời Diệp Thu Bạch. Hắn rất cùng, Diệp Thu Bạch đứng trước mặt hắn cũng cùng không kém. Một khi đã như vậy thì để ta xem xem ngươi có tư cách nói ra những lời này hay không. Dứt lời thân thể mộ lập ý chuyển động tung một chưởng về phía diệp thu bạch huyết mạch chi lực của mộ gia chính băng linh huyết mạch cho nên thời điểm mộ lập ý đánh ra một chưởng này thì trên bàn tay hắn có kết một lớp băng nhiệt độ chung quanh cũng bắt đầu giảm xuống thậm chí cả hồ nước bên cạnh cũng kết thành băng trong nháy mắt con cá nhỏ vừa rồi còn tung tăng bơi lộ bên trong bị đông lại diệp thu bạch có thể cảm nhận được thân thể của mình bị hàng ý xung quanh ảnh hưởng động tác trở nên có chút chậm chạp Cảm nhận được điểm này, Diệp Thu Bạch thầm nghĩ, huyết mạch chi lực quả nhiên có vài phần môn đạo. Ngay sau đó hắn cũng không cam lòng yếu thế, tinh vẫn kiếm trong tay đâm tới. Kiếm ý sôi trào, kiếm vực triển khai, từng đạo kiếm ý sắc nhọn đến cực điểm xoay tròn quanh thân tinh vẫn kiếm. Bội kiếm của tinh vẫn kiếm hoàng sao, thật sự muốn nhìn xem ngươi có thể phát huy mấy phần uy lực của thanh kiếm này, mộ lập ý cũng không có e ngại, dùng bàn tay vỗ vào trên mũi kiếm của Diệp Thu Bạch. Trong nháy mắt, huyết mạch chi lực trong cơ thể mộ lập ý điên cuồng sôi trào, quanh thân có hàng ý thấu xương lượng lờ. Từng sợi hàng khí như hóa thành áo giáp xương mù quanh thân mộ lập ý, tinh vẫn kiếm trong tay Diệp Thu Bạch cũng không có đâm xuyên bàn tay của mộ lập ý khi đối mặt với Diệp Thu Bạch, mộ lập ý cũng không có khinh thường. Dù ngoài mặt có vẻ vô cùng cuồng ngạo nhưng lúc đối địch hắn sẽ không hề thiếu cảnh giác. Vì nhất thời sơ sẩy để thua trận sẽ mất hết mặt mũi cái nào nặng cái nào nhẹ, mộ lập ý đều nhận thức rõ ràng. Cho nên khi đối địch cần phải dùng toàn lực ứng phó, nhưng mà dù như thế thì một trưởng mà hắn toàn lực vận chuyển huyết mạch chi lực cũng không có đóng băng dịp thu bạch, điều này khiến hắn cảm thấy hơi kinh hãi. Phải biết rằng hàng băng chi ý ẩn chứa trong thân thể hắn không có người cùng cảnh giới nào có thể chống lại. Dù là lâm giới cũng sẽ bị đóng băng nhưng Diệp Thu Bạch lại như không ảnh hưởng từ hàng băng chi ý, ngược lại mũi kiếm còn phục ra kiếm ý sắc nhọn, đang không ngừng triệt tiêu áo áp băng sương trên bề mặt thân thể hắn, người này có chút thực lực. Sắc mặt mộ lập ý hơi ngưng trọng. Trong nháy mắt lật bàn tay, sau đó nâng bàn tay lên cao, phía sau thân thể hắn xuất hiện từng cây gai băng to lớn và bé nhọn. Hắn vung tay, gai băng nhanh chóng bắn về phía Diệp Thu Bạch. Diệp Thu Bạch cũng thu kiếm. Dơ ngón tay điểm tới, kiếm vực sôi trào hóa thành dòng sông kiếm ý càng quét mấy cây gai băng. Diệp Thu Bạch không tính nương tay nữa. Hắn tiến lên một bước, kiếm ý điên cuồng cắt xén ngang dọc, trước ánh mắt kinh ngạc của mộ lập ý, dòng sông kiếm ý hóa thành làn sóng ngập trời dập dìu trong không gian. Kiếm thánh, sắc mặt mộ lập ý thay đổi, ba cổ tộc vô cùng điệu thấp, rất ít ra ngoài rèn luyện cho nên biết rất ít chuyện diễn ra bên ngoài. Tự nhiên cũng không biết thanh danh của Diệp Thu Bạch ở vô biên giới vực đương nhiên cũng một phần là vì tinh vẫn kiếm tông cùng vô biên hoàng triều đồng thời ngăn chặn tin tức cho nên chỉ có một số ít thế lực đứng đầu biết dịp thu bạch là yêu nghiệp có thiên phú kiếm đạo kinh khủng kiếm ý cấp bậc kiếm thánh sắc nhọn đến cực điểm từ kiếm tông đến kiếm thánh hoàn toàn là hai tầng thứ chỉ trong nháy mắt làn sóng do kiếm thánh kiếm ý hóa thành cuốn nát mấy cây gai băng vụn băng tản khắp cả khu vực này nhưng sóng kiếm ý ngập trời cũng không vì vậy mà dừng lại tiếp tục quét tới mộ lập ý trong lòng mộ lập ý tràn đầy sự kinh hãi đối mặt với kiếm ý khủng bố cấp bậc kiếm thánh hắn không có lòng tin chống đỡ nổi cũng trong khoảnh khắc này cửa phòng phía sau mộ lập ý đột nhiên mở ra từ bên trong phòng có một đạo hàng băng chi ý vọt ra lập tức ngưng kết làn sóng kiếm ý kiếm thánh thành băng dù cho không có sử dụng kiếm ý cấp bậc kiếm thánh thì khi đối mặt với mộ lập ý dịp thu bạch vẫn có thể dễ dàng thủ thắng bởi vì chiến đấu trong cùng cảnh giới, Diệp Thu Bạch trước nay chưa từng bại một lần. Mỗi một lần đều vượt biên tác chiến, trên cơ bản đều có thể thắng lợi. Mộ Lập Ý cùng cảnh cảnh giới với Diệp Thu Bạch, sao có thể là đối thủ của hắn chứ, còn chuyện sử dụng kiếm ý kiếm thánh là để bày ra cho người phía sau Mộ Lập Ý xem mà thôi. Không thể hiện ra một chút bản lĩnh thì đối phương sẽ không coi trọng hắn tuy rằng không có khả năng một lần liền khiến đối phương đồng ý cho hắn và mộ tử tình kết thành đạo lữ nhưng ít ra cũng không dám khinh thường chỉ cần làm được một bước này thì đã xem như bước đầu thành công sống kiếm ý bị một tia hàng băng chi ý ngưng kết rồi hiển nhiên là người trong căn phòng phía sau mộ lập ý ra tay gia chủ mộ gia mộ lập bi không hổ là một trong những cường giả đứng ở trên đỉnh vô biên giới vực chỉ dùng một tia hàng băng chi ý mà đã có thể ngăn cản kiếm ý cấp bậc kiếm thánh của hắn trong lúc Diệp Thu Bạch nghĩ thế này thì sắc mặt mộ lập ý lại có chút xám xịt, quể quải. Hắn chưa từng có nghĩ tới trong cùng cảnh giới, thân là dòng chính cổ tộc, có được huyết mạch chi lực lại bị đánh bại, còn bại một cách dứt khoát, gọn gàng, lúc đối mặt với kiếm ý cấp bậc kiếm thánh, ngay cả tâm tư phản kháng hắn cũng không nhấc nổi, trong lòng sinh ra ý nghĩ mình phải chết. Nhưng nhìn vẻ mặt nhẹ nhàng như gió thổi mây trôi, hơi thở vẫn ổn định như cũ của Diệp Thu Bạch hắn liền biết đối phương không có dùng hết toàn lực. Mộ Lập Ý không khỏi suy nghĩ rốt cuộc người này là ai, làm sao lại có cảnh giới kiếm đạo cao như thế, mới đế cảnh sơ kỳ đã đột phá đến kiếm thánh. Giờ khắc này Diệp Thu Bạch cũng không có nhìn Mộ Lập Bi mà cúi đầu với cánh cửa đã mở phía sau Mộ Lập Ý. Tiểu bối Diệp Thu Bạch gặp qua Mộ gia chủ. Ngay sau đó, một đạo nhu kình nâng Diệp Thu Bạch thẳng người lại. Một nam tử trung niên từ trong phòng bước ra, trên mặt treo nụ cười nhàn nhạt, trông rất hòa ái, dễ nói chuyện nhưng người quen mộ lập bi đều biết rằng bên dưới nụ cười này là một tòa núi băng to lớn thiên phú kiếm đạo không tồi có thể nói là tiểu bối có thiên phú kiếm đạo xuất sắc nhất vô biên giới vực hiện giờ mà bổn tọa từng gặp diệp thu bạch không tự ti không kiêu ngạo cười nói tiền bối quá khen nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên diệp mổ không dám nhận rất tốt mộ lập bi nhìn về phía mộ lập ý đang xá mặt nói có nghe hay không nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên thế giới này quá lớn, không cần bởi vì có huyết mạch chi lực mà tự phụ như thế. Đúng. Phụ thân. Trở về tu luyện đi. Nghe vậy, mộ lập ý chấp tay, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua dịp thu bạch rồi xoay người rời đi. Đợi cho mộ lập ý đi khuất mộ lập bi mới chậm rãi đi tới bàn đá bên núi giả ngồi xuống sau đó không nhanh không chậm pha một bình trà. Chỉ vào chỗ ngồi phía trước, dịp thu bạch đúng không? Không cần câu nệ, ngồi đi. Ngay sau đó hắn lại nhìn về phía mộ tứ sinh bên cạnh, ngươi cũng đi tu luyện đi. Tuy rằng mộ tứ sinh hay có vẻ ngại ngùng, không am hiểu giao lưu trò chuyện với người khác. Nhưng vẫn có thể hiểu ý mộ lập bi muốn nói chuyện riêng với mình dịp thu bạch. Hắn hành lễ rồi cũng xoay người rời đi. Uống một ngụm trà đi. Nói xong, mộ lập bi cầm lấy chén trà uống một ngụm. Diệp Thu Bạch nhấp một ngụm liền buông chén trà. Mộ lập bi cười hỏi, trà này như thế nào? Lá trà chính là lá của cây trà trên đỉnh côn luân tuyết sơn, nước cũng là linh tuyền bên trên côn luân tuyết sơn. Diệp Thu Bạch ngại ngùng gãi gãi đầu, nói thật, ta không hiểu trà cho nên trà này đối ta mà nói chính là nước bình thường. Nghe vậy, trong mắt mộ lập bi ánh lên sự tán thưởng, cực đầu nói, không tồi, nước trà là nước trà, dù có hương vị cũng không thể tách khỏi một chữ nước. Nếu là tiểu bối khác uống trà, lúc này chắc chắn sẽ hùa theo mộ lập bi, khen rằng trà này uống ngon thế nào thần kỳ đến thế nào mộ lập bi cười nói thật ra ta cũng không hiểu trà dịp thu bạch cảm thấy bất ngờ ngay sau đó lắc đầu cười khẽ nói tiền bối sống thật thấu triệt thấu triệt sao mộ lập bi cười nói từ ngữ rất tốt lần đầu tiên có người đánh giá ta thế này ngay sau đó mộ lập bi cũng không có nói lòng vòng nữa đi thẳng vào vấn đề nghe nói ngươi có tình ý đối với nữ nhi mộ tử tình của ta sắc mặt diệp thu bạch nháy mắt trở nên nghiêm túc hai tay đặt trên đầu gối cực đầu nói đúng vậy ta và tử tình nhận thức nhau cũng đã lâu ta biết thật ra làm phụ thân của tử tình ta cũng phải cảm tạ ngươi cùng sư tôn ngươi mộ lập bi cười nói vấn đề thể chất của tử tình là do sư tôn ngươi giải quyết nhưng mà nhưng mà diệp thu bạch nhìn mộ lập bi vẫn treo nụ cười nhàn nhạt chờ đợi hắn nó tiếp Mộ lập bi nói tiếp hẳn là ngươi đã nghe tứ sinh nói chút chuyện về ba cổ tộc chúng ta đi. Hình như cổ tộc bởi vì huyết mạch chi lực nên dòng chính sẽ không thông hôn với người ngoại giới, dù cho bối cảnh của đối phương cường đại thế nào. Diệp Thu Bạch gật gật đầu. Mộ lập bi nói tiếp, ta biết, sư tôn của ngươi rất mạnh, dù sao cũng là tồn tại có thể giải quyết vấn đề thể chất mà trên dưới mộ gia dốc toàn lực cũng không thể giải quyết. Nhưng chúng ta rất tự phụ, cảm thấy phồn vinh của gia tộc vẫn phải dựa vào chính mình, không thể dựa vào người ngoài người nói xem có phải hay không dịp thu bạch gật gật đầu hắn nghe hiểu ý của đối phương là sẽ không bởi vì dịp thu bạch có một sư tôn cường đại mà giao mộ tử tình cho hắn đương nhiên thiên phú của ngươi cũng rất mạnh tuổi còn trẻ mà đạo cơ đã kiến cố như thế kiên cố đến mức ngay cả ta cũng cảm thấy có chút kinh ngạc hơn nữa đã đạt tới cảnh giới kiếm thánh tương lại chưa chắc không thể trở thành kiếm đạo đệ nhất nhân ở giới vực vĩ độ thấp để nhất nhân mà không phải là một trong những cường giả kiếm đạo đỉnh tim, lời đánh giá này thoát ra từ miệng mộ lập bi tự nhiên cũng không phải lời cổ vũ gì mà là lời nói thật tới cảnh giới như bọn họ sống biết bao nhiêu năm tháng sớm đã chán ghét mấy lời khen tặng khách sáo trái với lương tâm chỉ biết ăn ngay nói thật trực lai trực vãng mộ lập bi tiếc nuối nói nhưng ngươi chung quy không có huyết mạch chi lực giao tử tình giao cho ngươi sẽ khiến mức độ tinh thuần của huyết mạch suy giảm diệp thu bạch nghe xong hỏi ngược lại xin hỏi gia chủ mộ gia huyết mạch chi lực thực sự quan trọng như vậy sao tự nhiên quan trọng mộ lập bi không có chút do dự mà gật gật đầu ngươi có biết vì sao hiện tại ở vô biên giới vực không có một ai đột phá hợp đạo cảnh tiến đến cảnh giới cao hơn hay không vô biên hoàng triều rất mạnh nhưng cũng vẫn không có cường giả phía trên hợp đạo cảnh diệp thu bạch giật mình nói bởi vì huyết mạch chi lực sao mộ lập bi gật đầu nói không sai phía trên hợp đạo cảnh chính là biến huyết cảnh. Nhìn tên đoán nghĩa, nếu muốn vượt qua hợp đạo cảnh liền phải thay đổi huyết mạch phàm nhân trong cơ thể, chuyển thành huyết mạch càng mạnh mẽ hơn, ở giới vực vĩ độ thấp lại không có điều kiện làm được chuyện này. Cho nên chỉ có ba cổ tộc có được huyết mạch chi lực mới có cơ hội đột phá. Đây cũng là nguyên nhân ba cổ tộc chúng ta nghiêm cấm người trong dòng chính kết thành đạo lữ với người bên ngoài, người đã hiểu rồi chứ nếu như tổ tiên không có đạt tới biến huyết cảnh hoặc là cường giả cảnh giới này thì huyết mạch của người tu đạo là huyết mạch bình thường. Cũng chính là huyết mạch phàm nhân. Biến huyết cảnh đúng như cái tên. Chỉ có đổi mới huyết mạch, khiến huyết mạch bản thân trở nên càng cường đại hơn, đủ để chống đỡ càng nhiều linh khí lưu động mới có thể đủ tiếp tục đột phá. Phàm nhân muốn đổi mới huyết mạch phải thỏa những yêu cầu cực kỳ hà khắc, yêu cầu đang dược hư thiên cấp đỉnh, hoán huyết đan. Luyện chế đan dược này cực kỳ khó khăn, mức độ quý hiếm của tài liệu đã vượt qua hư thiên cấp đỉnh rồi, đồng thời còn yêu cầu máu của cường giả biến huyết cảnh hoặc là máu cường giả cấp độ cao hơn. Thêm thân thể cường đại mới đủ để chống đỡ thương tổn mà quá trình thay máu mang đến cho thân thể. Ba điều kiện này, thiếu một thứ cũng không được. Ở giới vực vĩ độ thấp gần như không có khả năng thỏa mãn ba điều kiện này. Bởi vậy nên chỉ ba cổ tộc từng có tổ tiên đạt tới biến huyết cảnh mới có thể phớt lờ mấy điều kiện này. Chỉ cần huyết mạch đủ tinh thuần liền có cơ hội đột phá đến biến huyết cảnh, đây cũng là nguyên nhân cổ tộc không cho phép dòng chính kết thành đạo lữ với huyết mạch phàm nhân bên ngoài. Nếu không sẽ pha loãng huyết mạch biến huyết cảnh trong cơ thể. Nghe mộ lập đi nói xong Diệp Thu Bạch đã hiểu rõ. Phía trên hợp đạo cảnh chính là biến huyết cảnh yêu cầu hà khắc như thế thật sự đáng cho ba cổ tộc ban bố lệnh cấm vì thế diệp thu bạch hỏi hiện tại mộ gia có người tu đạo biến huyết cảnh sao nghe vậy mộ lập bi lắc lắc đầu nói thật đáng tiếc không có từ lúc tổ tiên biến huyết cảnh qua đời đã quá lâu rồi theo hậu đại không ngừng kết hợp nếu như không có người đạt tới biến huyết cảnh nữa thì huyết mạch chi lực sẽ vẫn bị pha loãng dù kết hợp với cổ tộc có huyết mạch chi lực cũng là không thể tránh khỏi hoàn cảnh ở giới vực vĩ độ thấp thật sự quá mức cằn cỗi rất khó bồi dưỡng ra được một cường giả biến huyết cảnh cho nên trải qua vô số đời huyết mạch của ba đại cổ tộc không ngừng pha loãng hiện giờ huyết mạch chi lực của tử tình đã tới mức độ rất gần với tổ tiên ta nói như vậy hẳn là ngươi đã hiểu đi dịp thu bạch gật gật đầu nói cách khác trong tình huống huyết mạch ba cổ tộc đều là bị pha loãng chỉ có mộ tử tình với huyết mạch chi lực cực kỳ tinh thuần tới gần tổ tên mới có hy vọng đột phá đến biến huyết cảnh, một khi mộ tử tình đột phá đến biến huyết cảnh, như vậy huyết mạch chi lực của mộ gia sẽ được kích phát lần thứ hai, như vậy mộ gia mới có thể tiếp tục kéo dài danh xưng cổ tộc. Thấy Diệp Thu Bạch gật đầu, mộ lập bi cười nói, trẻ nhỏ dễ dạy, một khi đã như vậy thì ngươi có thể đưa ra một yêu cầu, coi như là tạ lễ vì ngươi đã giúp tử tình giải quyết vấn đề thể chất đi. Hiển nhiên mộ lập bi đang hạ lệnh đuổi khách. Diệp Thu Bạch suy nghĩ chút rồi cười nói, được thôi, ta đây liền đưa ra yêu cầu. Mộ lập bi vương tay làm thủ thể mời nói. Giao tử tình giao cho ta đi. Vừa nghe lời này, nụ cười trên miệng mộ lập bi càng đậm, nhưng hơi thở lại lạnh thấu xương, không chịu khống chế mà vờn quanh khu vực này. Từng sợi sương mù trôi nổi, thân thể Diệp Thu Bạch cũng xuất hiện một lớp băng mỏng. Mộ lập bi hợp đạo cảnh đỉnh chỉ phóng xuất ra một chút hơi thở. Mà Diệp Thu Bạch đã thể cảm giác được máu lưu động trong thân thể và linh khí vận chuyển đều chậm lại, như sắp bị động lại. Ngay cả thân thể cũng không cách nào nhúc nhích, người đang chơi ta sao, người quen với mộ lập bi đều biết hiện giờ gia chủ mộ gia đã nổi giận. Hô, Diệp Thu Bạch phóng thích kiếm ý kiếm thánh. Lớp băng ngưng kết trên bề mặt thân thể Diệp Thu Bạch bị kiếm ý đánh tan. Mạnh mẽ vận chuyển linh khí toàn thân, dưới ánh mắt kinh ngạc của mộ lập bi Diệp Thu Bạch dãy dụ bước đi. Phải biết rằng, với thự lực hợp đạo cảnh đỉnh của mộ lập bi thì dù có phóng thích một chút hơi thở kết hợp huyết mạch chi lực cũng có thể khiến người tu đạo đế cảnh hậu kỳ không cách nào nhúc nhích, ngay cả cường giả phân thần cảnh cũng phải dùng toàn lực mới có thể đi chuyển. Nhưng mà Diệp Thu Bạch chỉ có tu vi đế cảnh sơ kỳ, vậy mà lại làm được chuyện này, chỉ nghe Diệp Thu Bạch cười nói, mộ gia chủ, hẳn là ngươi đã nhìn ra được quyết tâm của ta, ta chắc chắn phải mang tử tình đi, trừ phi nàng không muốn đi. Cho nên, ngươi cũng không cần phải nói chuyện huyết mạch cổ tộc gì nữa, dù sao ta tin tưởng sự thành do người. Chẳng lẽ phàm nhân liền không thể đột phá biến huyết cảnh? Vậy tổ tiên cổ tộc làm như thế nào mà đột phá, mộ gia chủ, các ngươi quá ỷ lại huyết mạch chi lực? Nói xong, Diệp Thu Bạch giải dụ ôm quyền với mộ lập bi rồi xoay bước ra bên ngoài phủ đệ. Một bước một dấu chân. Một bước một đóng băng, mỗi một bước, kiếm ý đều sẽ càng thêm sắc nhọn vài phần kiếm vực triển khai tứ tuyệt kiếm trận dung nhập vào bên trong thái sơ kiếm kinh toàn lực vận chuyển dùng hết sức mình hóa giải cổ hàng băng chi ý này rời khỏi nơi này mộ lập bi nhìn bóng dáng quật cường của diệp thu bạch không khỏi lắc lắc đầu nói thật sự là một hạt giống tốt nhưng với nội tình của giới vực vĩ độ thấp không có huyết mạch chi lực thì làm thế nào mà đột phá biến huyết cảnh ngay sau đó mộ lập bi thu hồi hơi thở hàng băng chi ý nhanh chóng biến mất nước trong chén trà trước mắt cũng trở lại bình thường. Mộ lập bi cầm lấy chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Lạnh quá. Được rồi, xuất hiện đi. Buông chén trà nhìn về phía cổng vòm bên cạnh, có một đạo bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi ra từ cổng vòm. Mộ lập bi nói, tử tình, điều ngươi muốn ta đã đáp ứng rồi, kế tiếp ngươi liền chăm chỉ tu luyện bí pháp gia tộc đi. Người tới đúng là mộ tử tình, so với phía trước đây thì mộ tử tình hiện tại càng thêm thành thục gương mặt tuyệt mỹ có thêm vài phần lạnh nhạt. Nói đơn giản chính là từ ngọc mùi chậm rãi chuyển thành ngự tỷ. Mộ tử tình gật gật đầu nói, ta biết. Nhưng từ đầu chí cuối ánh mắt mộ tử tình đều không có nhìn về phía phụ thân mà lại hướng ra bên ngoài phủ đệ. Nhìn theo bóng dáng theo dịp thu bạch. Mộ lập bi nhìn một màn này, nhìn biểu tình của nữ nhi mình, không khỏi thở dài nói, tử tình, ngươi phải hiểu, ngươi là người duy nhất có hy vọng đột phá đến biến huyết cảnh trong cổ tộc, cho nên nhất quyết không thể pha loãng huyết mạch của mình. Mộ Tử Tình không có trả lời. Trong đầu nàng vẫn văng vẳng câu nói trước đó của Diệp Thu Bạch. Sự thành do người. Ngay sau đó nhẽn miệng cười, âm thầm nói: Ta chờ ngươi mạnh lên, mạnh đến mức ba cổ tộc cũng không cách nào ngăn cản. Mộ Lập Bi thấy nàng cười, thầm nghĩ, xem ra phải đề phòng tiểu tử kia nhiều hơn. Bên kia dịp thu bạch đã về tới chỗ ở của thảo đường. Giờ phút này một phù sinh mang đến một tin tức. Đại chiến sắp tới. Phong ấn trấn áp bên lâm giới sơn sắp bị đột phá. Toàn bộ người ở vô biên giới vực đều đang đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Tất cả các trưởng lão bế quan trưởng lão hoặc là thái thượng trưởng lão, cường giả vân du vân bên ngoài đều xuất quan, trở về vô biên giới vực. Chuẩn bị tinh thần nên đón trận đại chiến này. Ở các giới vực nhỏ khác, tuy rằng có quân của Vô Biên Hoàng Triều chi viện nhưng vẫn không cách nào chống đỡ toàn diện. Đã có 6 giới vực bị Tà tộc chiếm lĩnh, đương nhiên tất cả người tu đạo nhân tộc trong các giới vực bị chiếm đã trở thành đồ ăn, chất dinh dưỡng. Lúc này một phù sinh mang đến một tin tức, Hoàng chủ Mục Chính Đình hạ lệnh. Sắp phân ra một đám cường giả từ đế cảnh trở lên do một cường giả hợp đạo cảnh mang đội đến chi viện giới vực đang bị Tà tộc công kích, chuyện 6 giới vực đã bị chiếm lĩnh vô biên hoàng triều quyết định tạm thời đặt sang một bên bởi vì không đủ nhân thủ làm việc lâm giới sơn vẫn cần nhiều cường giả đóng quân trấn thủ chuyện cần phải làm hiện giờ đó chính là ngăn cản tà tộc ngoại vực tiếp tục công chiếm một khi các giới vực khác ở vĩ độ thấp bị công chiếm hết như vậy vô biên giới vực sẽ phải đối mặt không chỉ là tà tộc ngoại vực bị phong ấn trong lâm giới sơn mà còn có thêm tà tộc ngoại vực bên ngoài hai mặt thụ địch đây là viễn cảnh mà vô biên hoàng triều không hề muốn nhìn thấy Diệp Thu Bạch vừa mới trở về nghe xong liền nói, nói cách khác chúng ta cũng phải đi chi viện sao? Một phù sinh làm vẻ mặt đau khổ nói, không phải các ngươi đi, mà là ta đi, dù sao các ngươi không phải thế lực ở vô biên giới vực, dù là phụ hoàng cũng không thể trực tiếp hạ lệnh cho các ngươi. Hồng Anh bên cạnh cười nói, ý của phụ hoàng ngươi còn không phải muốn chúng ta cũng đi luôn sao? Hắn biết ngươi là sư đệ của chúng ta, chỉ cần phái ngươi đi thì chúng ta tự nhiên cũng không cách nào từ chối. Một phù sinh gật đầu nói, đúng là như thế này nói là cho ta đi ra ngoài rèn luyện một chút, như vậy ở thời điểm đại chiến mở ra có thực lực càng mạnh mẽ hơn. Đối với người có tính cách như một phù sinh, kêu hắn đi làm chuyện nguy hiểm như thế thật sự là khiến hắn phải khó chịu. Đúng là phụ thân ruột của mình. Thạch sinh hỏi, chúng ta đi tới giới vực nào trước, tiểu hắc ma quyền sát chân, nhếch miệng cười nói đúng lúc ta cũng muốn thử xem thực lực hiện tại như thế nào rồi. Hồng Anh, Ninh Trần Tâm cùng với Diệp Thu Bạch cũng cười cười nhìn về phía một phù sinh. Thấy các sư huynh sư tỷ căn bản không có ý từ chối. Nói một phù sinh không cảm động là giả. Ngoài miệng vẫn thành thật nói, đi hàng giả giới vực. Do một vị thái thượng trưởng lão Hà Tử Đạo của Tinh vẫn kiếm tông mang đội. Hà Tử Đạo có kiếm đạo cảnh giới nửa bước vô thường, đồng thời cũng là một cường giả hợp đạo cảnh sơ kỳ, còn hàng giả giới vực lại một chỗ có thực lực tương đối yếu ớt. Đương nhiên dù cho yếu thì cũng phải mạnh hơn thiên linh giới vực cùng mang hoang giới vực một phần. Dù sao hàng giả giới vực cũng có được một tên cường giả phân thần cảnh tọa trấn. Người này đúng là quốc chủ tiền nhiệm của thế lực thống trị hàng giả giới vực, hàng giả đế quốc. Diệp Thu Bạch hỏi, khi nào chúng ta xuất phát, không đợi một phù sinh mở miệng. Một lão giả cổng kiếm bỗng từ ngoài cửa đi đến, nhà nhạc nói, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền xuất phát đi lâm giới theo phía sau lão giả này hiển nhiên lâm giới cũng muốn tham gia hành động chi viện lần này mấy người nhìn nhau ngay sau đó bất đắc dĩ đứng dậy không có biện pháp nào phải làm việc thôi dù sao hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi ra ngoài rèn luyện một chút cũng có thể đẩy nhanh tốc độ gia tăng thực lực ngay sau đó mấy người ra cửa bên ngoài phủ đệ có một con thuyền không gian thật lớn trên thuyền không gian khác có mấy tầng trận pháp không gian nhìn qua cũng chế tạo từ vật liệu đặc thù. Cấp bậc tuyệt đối không thấp, ở trên thuyền, Diệp Thu Bạch, Thạch Sinh cùng với Tiểu Hắc cũng thấy được một bóng hình xinh đẹp. Nữ tử có dáng người nóng bỏng, một thân sườn xám màu tím phát họa vòng eo rắn nước và dáng người vô cùng tinh tế. Môi đỏ như lửa cháy, chân mày lá liễu. Đôi mắt long lanh như nước điểm xuyết một nốt rùa nhỏ khiến trong nàng yêu mị thêm vài phần. Nữ tử có có dung mạo không thua kém mộ tử tình và hồng anh chẳng qua là khí chất bất đồng. Thạch Sinh hơi kinh ngạc nói, ngươi là người thánh ẩn thương hội mà. Vì sao lại ở đây? Nữ tử đúng là thánh nữ thánh ẩn thương hội Đổng Tiểu Cầm, chỉ thấy Đổng Tiểu Cầm che miệng cười khẽ. Trong thật yêu dị vũ mị nhưng lại giống như thanh liên trong nước bùn mà không hôi tanh mùi bùn. Hai loại khí chất hoàn toàn tương phản cực kỳ hòa hợp trên người Đổng Tiểu Cầm. Chỉ nghe Đổng Tiểu Cầm nói, cả tên của ta cũng không nhớ rõ rồi thạch sinh đạt phát gãi gãi đầu. Đổng tiểu cầm. Đổng tiểu cầm tự giới thiệu rồi nói, ta ở chỗ này tự nhiên cũng là một thành viên đi chi viện. Diệp Thu Bạch nói, hẳn là đổng tiểu thư không chịu sự quản hạt của vô biên hoàng triều đi, đổng tiểu cầm gật đầu nói, đúng là như thế, lần hành động này là ta chủ động đưa ra. a à, vì sao chứ, hàng giả dạ giới vực có thánh ẩn thương hội sinh ý, hiện giờ tà tộc ngoại vực xâm lấn tự nhiên cần người đi xử lý tiếp nhận, vừa nghe lời này mọi người liền hiểu rõ. Đúng là thương đội thánh ẩn thương hội trải rộng toàn bộ giới vực vĩ độ thấp, hàng giả giới vực tự nhiên cũng không ngoại lệ. Còn mang hoang giới vực và thiên linh giới vực thì tài nguyên càng cỗi, thực lực quá yếu. Thánh ẩn thương hội cũng không muốn lãng phí thời gian và tài nguyên đi khai thác thị trường bên kia. Đổng tiểu cầm múa may cánh tay trắng nõn như ngó sen, cười nói đừng nhìn ta như vậy, ta cũng không yếu lâm giới ở bên cạnh gật đầu đúng là như thế thánh nữ các hạ cũng là thiên kiêu không có đang dược chồng chất dựa vào nỗ lực bản thân đã đạt tới đế cảnh trung kỳ như thế làm mọi người cảm thấy có chút ngoài ý muốn thái thượng trưởng lão của linh vẫn kiếm tông hà tử đạo nói ôn chuyện thì lên thuyền đi sự tình khẩn cấp hiện giờ vô biên giới vực cũng tùy thời sẽ bùng nổ chiến tranh đến nắm chặt thời gian mọi người gật đầu đều leo lên không gian hạm thuyền không gian cũng rất phồn hoa. Tốc độ cực kỳ cực nhanh, dù thuyền không gian hàng đầu vô biên hoàng triều cũng phải yếu hơn vài phần. Một phù sinh cảm khái nói, thánh ẩn thương hội các ngươi thật sự có nội tình thâm hậu. Đổng tiểu cầm khẽ cười nói, nếu không thì đợi sau khi hoàng tử điện hạ đăng cơ gia tăng hấp tác với thánh ẩn thương hội. Một phù sinh lắc đầu nói, không biết người đăng cơ có phải là ta hay không đây. Sau hai ngày giao lưu và điều chỉnh trạng thái, có lẽ là do vận khí không tồi thuyền không gian cũng không có gặp phải gió lốc không gian hai ngày trôi qua lúc tới hàng dạ giới vực thì mọi người đã điều chỉnh trạng thái đến đỉnh phong đồng thời lúc ở bên ngoài giới vực đã có thể dùng mắt thường nhìn thấy hàng dạ giới vực bị từng đám sương đen nồng đậm bao phủ bên trong sương đen là tà lực ngập trời thấy một màn thế này ánh mắt hà tử đạo lóe sát ý kiếm ý nửa bước vô thượng theo bản năng phóng thích cẩn thận chúng ta chết vào ở vô biên hoàng triều một chính đình đang xử lý hồ sơ. Ngay sau đó hình như cảm ứng được chuyện gì. Hắn không có ngẩng đầu, vừa xử lý hồ sơ vừa hỏi mấy người phụ sinh đã đi rồi sao, dùng mắt thường quan sát thì ngoại trừ một chính đình, chung quanh cũng không có người nào khác. Giống như đang nói chuyện với không khí, lầm bầm lầu bầu. Lúc này, một giọng nói bỗng vang lên trong đại điện. Đã na bài tốt dựa theo ý của hoàng chủ. Một chính đình gật gật đầu nói mồi ngon đã tung ra rồi, hiện tại chỉ đợi con cá lớn cắn câu thôi. Bên ngoài hàng dạ giới vực đang bị từng đám sương đen nồng đậm bao phủ. Trong sương đen tràn ngập tà lực, Diệp Thu Bạch cùng mọi người đã tới bên ngoài giới vực. Trong đó, Thái Thượng trưởng Lão Tinh vẫn kiếm Tông Hà tử đạo cầm chặt kiếm trong tay, giọng điệu lạnh lẽo nói, chung quanh không có bất kỳ chỗ hỏng nào, dắt vào từ nơi này đi. Hiện giờ toàn bộ hàng dạ giới vực đã bị sương đen bao phủ. Bị tà tộc ngoại vực vây quanh, Muốn tiến vào hàng giả giới vực cần phải mở một đường máu, Hà Tử Đạo là cường giả có tu vi cao nhất ở nơi đây tự nhiên làm gương mẫu. Đám người Diệp Thu Bạch cũng không chút do dự mà phóng thích linh khí đuổi theo Hà Tử Đạo. Trong sương đen có vô số tà binh, số lượng tà binh nhiều đến mức là mọi người nhìn đến đều cảm giác da đầu mình tê dại. Hà Tử Đạo rút kiếm dựng lên, kiếm ý nửa bước vô thượng cảnh hoàn toàn bùng nổ trong khoảnh khắc này, lúc này đây diệp thu bạch cũng cảm giác được sự chênh lệch giữa mình những kiếm tu cường đại này to lớn tới cỡ nào dù cho hắn đã đột phá đến cảnh giới kiếm thánh nhưng mà so sánh kiếm ý giữa hai bên liền có thể phát hiện chính mình còn phải đi một con đường rất dài diệp thu bạch khẽ quát một tiếng tinh vẫn kiếm trong tay lập tức ra khỏi vỏ theo tinh vẫn kiếm ra khỏi vỏ kiếm ý cấp bậc kiếm thánh cũng tràn lan có tiếng kiếm rít vang vọng trong không gian vô ngần này lâm giới bên cạnh cũng không cam lòng yếu thế Hắn phóng xuất ra kiếm ý cấp bậc kiếm thánh. Không lâu trước đây Lâm Giới đã đột phá đến đế cảnh trung kỳ, thực lực cường đại hơn trước một đoạn. Ánh mắt Ninh Trần Tâm trở nên lạnh lẽo. Đối với hắn mà nói, tà tộc ngoại vực tàn nhẫn thích giết chóc là đối tượng cần phải diệt trừ. Tay cầm đạo kinh, một đám cổ tự huyền diệu xoay chuyển quanh thân Ninh Trần Tâm. Ngay sau đó miệng phun cửu tự chân ngôn. Lâm, binh, đấu, giả, toàn, trận liệt một thần tướng thân khoác thần khải tay cầm kim lân thần thương buông xuống không gian này đạo pháp chi lực ầm ầm bùng nổ trong khoảnh khắc sương đen chung quanh bị xua tan đi rất nhiều tiểu hát, hồng anh cùng với thạch sinh không cam lòng yếu thế ngay cả thánh nữ thánh ẩn thương hội đổng tiểu cầm cũng phóng ra vô số phù ấn cùng với quyển trục trận pháp một phù sinh thấy một màn này mừng rỡ nói đồng đạo nha, ngay sau đó hắn cũng phóng ra mấy tia diệt thế ma lôi làm vật dẫn khắc dấu phù ấn sát phạt. Cảm nhận được hơi thở cường đại ập tới. Đám tà tộc ngoại vực ở hàng dạ giới vực cũng đã nhận ra dị tượng bên này. Sắc mặt bọn chúng có chút kinh hãi xen lẫn tức giận, bắt đầu xông về phía đám người hà tử đạo, dũng mãnh không sợ chết, hà tử đạo rút kiếm trảm. Một đạo kiếm ý nửa bước vô thượng sắc nhọn hóa thành kiếm mang to lớn quét tới tà binh che trời lấp đất còn chưa có tiếp xúc với đạo kiếm mang này đã bị kiếm ý điên cuồng gào thét giảo thành bột. Một đạo kiếm mang quét ngang, một đám tà tộc đen nghiệp phía trước bị quét sạch. Một con đường trống trải được dọn ra tới, ngay sau đó Diệp Thu Bạch phóng thích kiếm vực, cả vùng này đều bị kiếm vực của hắn bao phủ. Tà binh lọt vào phạm vi công kích của kiếm vực đều bị kiếm ý của Diệp Thu Bạch cắt nát. Có thể nói kiếm vực của Diệp Thu Bạch thật sự rất thích hợp để quét sạch tà binh tiểu hắc vẫn chiến đấu vô cùng lỗ mãn trực tiếp nhảy vào giữa đám tà binh một quyền nối tiếp theo một quyền nện vào thân thể tà binh thạch sinh tay cầm minh hoàng huyền phủ tinh thần chi lực lóng lánh không có một tên tà binh nào có thể thừa nhận nổi một triều bên kia đạo pháp chi lực của ninh trần tâm hiện ra thần uy đạo pháp chi lực vốn có khả năng khắc chế tà tộc ngoại vực một cách hiệu quả được đạo kinh thêm vào dưới đạo pháp chi lực càng mạnh hơn sau khi ánh sáng từ thần tướng chiếu vào đám tà binh thì tà binh phát ra tiếng kêu thảm thiết thân thể bọn chúng như bị liệt hỏa nướng bắt đầu tan rã sương đen cũng nhạt đi tà binh không thể chống đỡ nổi những đòn công kích bất ngờ của mọi người nên nhanh chóng ngã xuống xuất hiện một lối đi đồng thời tà tộc ngoại vực bên trong hàng dạ giới vực cũng đã biết được tình huống nơi đây một tên tà vương biết được tin tức sắc mặt liền trầm xuống nói tạm thời rút về hàng thành Hàng thành là nơi dừng chân của tà tộc ngoại vực hiện giờ. Chính là chủ thành phía đông của hàng giả giới vực. Bây giờ hàng giả giới vực đã hoàn toàn bị tà tộc ngoại vực công hãm, tạm thời lui lại cũng vì phòng ngừa nhân tộc hai mặt giáp công. Một khi lâm vào hoàn cảnh hai mặt giáp công thì tà tộc ngoại vực nơi đây sẽ chịu tổn thất thảm trọng. Đám tà tướng gật gật đầu, bắt đầu chỉ huy từng quân của mình lui lại liên quân hàng dạ giới vực đang đau khổ chống đỡ nhìn tà tộc ngoại vực bỗng nhiên lui lại mà sửng sốt tài nguyên dự trữ trận pháp cường cùng với thân thể bọn họ đều đã tới cực hạn nhiều nhất chỉ căng được thêm ba ngày nữa thôi là hàng dạ giới vực sẽ hoàn toàn thất thủ nói thật bọn họ đã ôm quyết tâm phải chết chắc rồi nhưng đối phương lại không có tiếp tục tiến công mà lựa chọn lui lại chẳng lẽ trong này có âm mưu gì sao nhưng không đợi bọn họ nghĩ nhiều thì quốc chủ tiền nhiệm của hàng giả đế quốc, hàng thiên giả đã nhìn về phía bầu trời, ánh mắt tràn ngập sự mừng rỡ. Đồng thời cũng hiểu rõ vì sao tà tộc ngoại vực lại lựa chọn lui binh. Quân chi viện tới rồi, Hà Tử Đạo dẫn đầu đám người Diệp Thu Bạch Hồng Anh dừng lại trước mặt hàng thiên dạ. Chúng ta từ vô biên giới vực tiến đến chi viện. Hàng thiên dạ lập tức không lưng chấp tay nói, đa tạ Hà Tử Đạo tiền bối hà tử đạo có chút ngoài ý muốn nói ngươi nhận thức ta hàng thiên dạ nghe vậy cười nói trước kia từng đến vô biên giới vực lan bạc một trận từng gặp các vị tiền bối tinh vẫn kiếm tông ra tay hà tử đạo gật gật đầu những người khác nhìn thấy hàng thiên dạ hành lễ với một lão giả ánh mắt đều thay đổi phải biết rằng hàng thiên dạ chính là cường giả phân thần cảnh còn là thần bảo hộ của hàng giả giới vực này nếu như không có hàng thiên dạ đau khổ chống đỡ dựa vào lực lượng của tiên vương hàng dạ đế quốc cùng với trận pháp mạnh mẽ giữ chân một tên tà vương thì hàng dạ giới vực đã sớm bị chiếm lĩnh. Nhưng thần bảo hộ của bọn họ, người mạnh nhất hàng dạ giới vực lại hành tiểu bối lễ với người khác. Rốt cuộc nhóm người này có địa vị thế nào, sau khi hàng thiên dạ giới thiệu, mọi người đều có vẻ kính sợ. Hà tử đạo xua tay nói, lời khách sáo thì đừng nói, hiện giờ cần phải giải quyết sạch tà tộc ngoại vực ở nơi đây, Đối phương sẽ nhanh chóng móc đầu trở lại. Thực lực của đám tà tộc ngoại vực ở Hàng Dạ giới vực cũng không quá mạnh. Nhưng đối phương vẫn có một tên tà vương cùng với 10 tên tà tướng. Trong đó có thêm nhiều cấp thống lĩnh và tà binh. Nói thật, Hàng Dạ giới vực có thể kiên trì trước lực lượng này lâu như vậy đã vượt quá dự kiến. Sắc mặt Hàng Thiên Dạ trở nên ngưng trọng nói, hiện giờ chúng ta không còn nhiều tài nguyên lắm, đang dược, phù ấn cùng với trận pháp càng thiếu thốn hơn. Hà tử đạo gật gật đầu, đánh giá hàng thiên dạ. Có thể thấy được dù hàng thiên dạ đã tới cực hạn, linh khí trong cơ thể mỏng manh, hơi thở cực kỳ quể oải. Trong lúc hà tử đạo đang nghĩ nên giải quyết như thế nào thì đổng tiểu cầm đột nhiên lên tiếng, không cần lo lắng phương diện tài nguyên, để ta giải quyết cho. Mọi người nhìn về phía đổng tiểu cầm, ngay sau đó đều gật gật đầu. Đổng tiểu cầm chính là thánh nữ của thánh ẩn thương hội, có thể nói dù là vô biên hoàng triều cũng không có tài lực hùng hậu như thánh ẩn thương hội. Nếu Đổng Tiểu Cầm nói như vậy, chuyện hậu cần đã được giải quyết nhanh gọn. Một quyển nhi cũng lên tiếng, đang dược thì ta có thể cung cấp, một phù sinh còn lại là nói, phù ấn giống như phòng ngự ta cũng có thể cung cấp. Nghe lời một phù sinh nói, mấy người thảo đường đều hết chỗ nói rồi. Giống như, cần gì phải giấu giếm chứ, ngay cả Đổng Tiểu Cầm cũng không khỏi che miệng cười khẽ. Mấy ngày qua tuy rằng một phù sinh không có chủ động lộ chân tướng nhưng trong lúc chiến đấu phóng xuất ra mấy đạo phù ấn sát phạt cực kỳ không bình thường. Một phù sinh biểu môi, nhìn vẻ mặt của bọn họ tự nhiên biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Các ngươi hiểu gì, đây chính là dấu dốt, hàng thiên dạ ngẩn ra nhìn về phía ba người động tiểu cầm, hỏi ba người này là, hắn thật sự nghĩ không ra ba tiểu bối trẻ tuổi như thế này có thể giải quyết vấn đề tài nguyên của hàng dạ giới vực. Hà tử đạo giải thích, nếu bọn họ nói như vậy tự nhiên sẽ không có vấn đề gì. Đổng Tiểu Cầm, thánh nữ thánh ẩn thương hội. Một phù sinh, người thừa kế ngôi vị hoàng chủ vô biên hoàng triều. Một Quyển Nhi, a à, một Quyển Nhi bất mãn, nhăn mặt nói, ta có thể luyện chế đan dược hậu thổ cấp. hậu thổ cấp, Đổng Tiểu Cầm nghe xong mà lòng chập trùng. trẻ tuổi thế này mà đã có thể luyện chế đan dược hậu thổ cấp có thể luyện chế đan dược hậu thổ cấp xem như là luyện đan sư đứng đầu vô biên giới vực rồi dù trong thánh ẩn thương hội cũng không có mấy vị hàng thiên giả nghe mà sắc mặt kinh hãi miệng không khỏi há to địa vị của người nào cũng cao hết hà tử đạo thái thượng trưởng lão tinh vẫn kiếm tông Đổng tiểu cầm thánh nữ thánh ẩn thương hội phải biết rằng thánh ẩn thương hội là một thương hội trải rộng toàn bộ giới vực vĩ độ thấp dù hàng giả giới vực cũng có sự tồn tại của thánh ẩn thương hội chẳng qua nơi dừng chân của thánh ẩn thương hội chính là hàng thành phía đông người nơi đó đã bị tà tộc ngoại vực tàn sát còn một phụ sinh người thừa kế ngôi vị hoàng chủ vô biên hoàng triều sao hàng thiên dạ lập tức quỳ một gối xuống cung kính nói tham kiến hoàng tử điện hạ một phụ sinh nâng hàng thiên dạ lên rồi nói hiện tại không cần giữ lễ tiết tình huống đặc thù hàng thiên dạ gật gật đầu hà tử đạo nói nhanh chóng chuẩn bị đi đối phương sẽ nhanh ngóc đầu trở lại mọi người gật đầu, một quyển nhi bắt đầu luyện đan. Đổng tiểu cầm thì lại chỉnh hợp lực lượng của thánh ẩn thương hội còn sót lại ở hàng giả giới vực. Một phù sinh bắt đầu khắc dấu phù ấn. Ninh Trần Tâm thì bổ sung trận pháp ở hàng giả giới vực, trong đó phụ gia thêm đạo pháp chi lực. Hàng thành đã bị tà tộc ngoại vực chiếm lĩnh làm nơi dừng chân. Hiện giờ, phủ thành chủ hàng thành là nơi duy nhất mà kiến trúc vẫn còn nguyên vẹn tà vương cùng 10 tên tà tướng đang ở bên trong. Giờ phút này bọn họ đều quỳ gối trước mặt một nam tử tuấn tú, chỉ nghe nam tử tuấn tú nói nhiệm vụ thay đổi, khi chiếm lĩnh giới vực cấp thấp này, ưu tiên đánh chết đội ngũ chi viện đến từ vô biên giới vực. Trong đó cần lưu một phù sinh một mạng, sau khi bắt sống sẽ có chỗ trọng dụng. Tà vương gật đầu nói, tuân mệnh. Đại nhân, với lực lượng của chúng ta hiện giờ e là khó có thể làm được hết thảy, đối phương cũng có một tên cường giả hợp đạo cảnh. Tuy rằng thực lực của hắn mạnh hơn cường giả hợp đạo cảnh kia nhiều nhưng đối phương dựa vào trận pháp chi lực mà giữ chân hắn thì vẫn rất thực dễ dàng. Nam tử tuấn tú gật gật đầu nói, ta hiểu rõ, nhưng hiện tại ta không tiện ra tay, ngươi không cần lo lắng, ta mang theo một ít thủ hạ lại đây. Ngay sau đó hắn vỗ vỗ tay, có bảy tên áo đen đi tới nơi này. Bảy tên thế nhưng mà đều có tu vi nửa bước hợp đạo cảnh. Chẳng qua điều khiến tà vương khiếp sợ chính là bảy tên áo đen này đều là nhân tộc, đại nhân. Đây là, nam tử tuấn tú lạnh nhạt nói, bọn họ là thủ hạ của ta, có thể tin tưởng. Ngay sau đó, tà vương cùng với 10 tên tà tướng đã hiểu. Từ xưa đến nay nhân tộc đầu nhập vào bọn họ cũng không ít. Không phải là chuyện hiếm lạ gì. Được, sau khi sắp xếp xong mau chóng xuất động, phong ấn đã sắp hoàn toàn giải trừ. Tuân lệnh. Năm ngày nhanh chóng trôi qua. Dưới sự trợ giúp của Thánh ẩn thương hội cùng với một quyển nhi. Tài nguyên hậu cần của hàng giả dạ đế quốc đã được bổ sung đầy đủ. Trong đó còn có thêm hai viên đan dược cấp hậu thổ. Hai viên đan dược này đều có hiệu quả tăng phúc trong phạm vi lớn. Trong năm ngày mà luyện chế được nhiều đan dược thiên giai cùng với hai viên đan dược cấp hậu thổ như thế. Mọi người không khỏi lau mắt mà nhìn một quyển nhi một phù sinh cũng không biết ngày đêm khắc dấu phù ấn. Nhưng phù ấn mà hắn khắc dấu đều là phù ấn của hắn, không phải loại bên trong phù ấn chi thư. Cấp độ này cũng đã đủ dùng rồi. Ngày hôm nay, tà tộc ngoại vực lại buông xuống chủ thành, vô số sương đen bao phủ bầu trời phía đông, hàng thiên giả đứng sau hà tử đạo nửa bước nhìn sương đen trên không mà sắc mặt trở nên ngưng trọng. Ngay sau đó hắn hạ lệnh, chuẩn bị nên chiến, trong lúc nhất thời. Trận pháp hộ quốc mở ra, một màn ánh sáng bao phủ toàn bộ chủ thành. Trung quanh màn sáng có giao long uốn lượn, đây là trận linh, nhưng so với đại trận hộ quốc trước đó thì hiện giờ trận pháp đã có thêm đạo pháp chi lực. Đúng là bút tích của Ninh Trần Tâm, Hà Tử Đạo rút kiếm ra, đạp bộ trên không đi tới phía chân trời, tà vương bên phe tà tộc ngoại vực cũng đứng dậy. Hai cường giả hợp đạo cảnh bắt đầu chiến đấu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hàng dạ giới vực đều rung rẩy Có tiếng nổ vang không ngừng phát ra. Chiến đấu giữa cường giả hợp đạo cảnh quá mức khủng bố, căn bản không ai có thể chen chân, giờ khắc này tà tộc ngoại vực cũng xuất động toàn bộ, bắt đầu oanh kích trận pháp, hàng thiên giả thấy thế lập tức vất tay hạ lệnh, xuất chiến, giờ khắc này 10 tên tà tướng đồng thời xuất động. Hàng thiên giả giữ chân một người. Còn lại đều do mấy người thảo đường nên chiến, bao gồm cả đổng tiểu cầm, cả đám vượt cảnh giới đối kháng chính tên tà tướng có thực lực tương đương với cường giả phân thần cảnh nhân tộc, đây cũng là kế sách mà trước đó mấy người hà tử đạo đã an bài. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều cảm giác hoang đường. Số lượng và cảnh giới đều chưa lệch lớn như thế sao có thể giữ chân. Chiến lược cụ thể như sau. Cường giả hợp đạo cảnh duy nhất là Hà Tử Đạo có nhiệm vụ giữ chân một tên tà vương. Quốc chủ tiền nhiệm của hàng giả dạ đế quốc hàng thiên giả dạ kiềm chế một tên tà tướng. Chính tên tà tướng còn lại do mấy người thảo đường và thánh nữ thánh ẩn thương hội động tiểu cầm kiềm chế quyết định này bị phần lớn người phản đối trong bảy người chỉ có người thừa kế ngôi vị hoàng chủ vô biên giới vực mục phù sinh đạt tới phân thần cảnh trung kỳ sáu người còn lại đều là đế cảnh làm sao chống lại chính tên tà tướng bên phe đối phương chứ nhưng khi hàng thiên dạ và hà tử đạo kiến thức được thực lực của mấy người thì không còn nói gì nữa quyết định giao cho sáu người thảo đường cùng với đổng tiểu cầm hiện giờ cũng không phải lúc để do dự tà tộc cấp thống lĩnh và tà binh đã nhanh chóng vọt tới rồi đối phó với đội quân tà tộc khổng lồ như thế một khi phân tâm liền sẽ trở thành chất dinh dưỡng của đối phương mấy người thảo đường đứng đối diện với chính tên tà tướng nhưng lại không có một chút khẩn trương hay khiếp đảm gì cả ngược lại cười nói đã lâu rồi chúng ta không có cùng nhau đối địch đúng không đúng vậy đã mấy năm thật ra muốn nhìn xem thực lực của mọi người tịnh tt tê tê. ha hả ta cũng muốn nhìn một chút luật sư đệ thực lực đến tột cùng như thế nào Hẳn là sẽ không làm các sư huynh sư tỷ thất vọng. Ngoài mặt thì nói như vậy nhưng trong lòng một phụ sinh nghĩ như thế nào không có ai biết. Chính tên tà tướng đối diện nhìn mấy người trước mắt mà nở nụ cười trào phúng. "Chỉ bằng các ngươi, chẳng lẽ nhân tộc các ngươi không có kẻ khác sao?" Diệp Thu Bạch tiến lên trước một bước, nâng cao tinh vẫn kiếm, cười nói, "Được hay không chẳng phải thử sẽ biết, thật sự muốn tìm đường chết." Nói xong, chính tên tà tướng đồng thời lao tới. Tuy rằng mấy người Diệp Thu Bạch có thực lực xa xa không bằng đám tà tướng này nhưng đây là xâm lược, đây là chiến tranh, cũng không phải luận võ tiểu đánh tiểu nháo. Cho nên bọn họ cũng không sẽ vì vậy mà nương tay. Sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Đạo lý này người nào không biết chứ, Diệp Thu Bạch dẫn đầu phóng thích kiếm vực, kiếm ý cấp bậc thánh dựng lên trong khoảnh khắc này. Kiếm vực bao phủ cả không gian, không nơi nào mà không có kiếm ý, không chỗ nào không thể trảm, Hồng Anh cầm luân hồi thương trong tay, nàng đã đột phá đến đế cảnh hậu kỳ, luân hồi chi ý giống như dao long quấn quanh trường thương. Tiến lên trước một bước, đế vương khí bùng nổ, giống như nữ đế vạn cổ buông xuống thế gian, Ninh Trần Tâm cũng không có tiến lên mà đứng ở hậu phương, tay cầm đạo kinh, miệng phun cửu tự chân ngôn. Ngôn xuất pháp tùy, thần tướng cầm kim lân thần thương hiển hóa, vung thương nên đón đối phương, nhưng mà còn chưa có xong. Ánh mắt ninh trần tâm trở nên lạnh lẽo, đạo pháp gào thét quanh thân thể. Đạo pháp chi lực trực tiếp đè lên thân chính tên tà tướng. Ánh mắt chính tên tà tướng đều cứng lại, thân thể rung lên. Đạo pháp chi lực chính là khắc tinh đối với tà tộc. Dù là tà tướng phân thần cảnh đỉnh cũng bị suy yếu trong khoảnh khắc này. Đồng thời một phù sinh cũng phóng thích lôi pháp. Ném ra chính đạo phù ấn sát và khắc dấu từ diệt thế ma lôi. Giống như trận pháp vậy, phù ấn xuất hiện ở chính vị trí khác nhau. Chính vị trí bao quanh chính tên tà tướng. Trong không gian mà phù ấn bao phủ bắt đầu có mây đen hội tụ, ma mà lôi màu đen không ngừng giáng xuống, đây là phương pháp sử dụng phù ấn ghi lại trên phù ấn chi thư. Phù ấn phối hợp lẫn nhau có thể tạo ra hiệu quả tương tự như một trận pháp. Nhưng trận pháp mượn lực lượng thiên địa hóa thành công kích, phòng ngự. Còn bên trong phù ấn đã lại chứa đựng lực lượng, sau đó sẽ phóng thích bản chất giữa hai bên vẫn có sự khác biệt khá lớn lôi đình chi lực cũng có hiệu quả tinh lọc đối với chính tên tà tướng mà nói lại là một lần bị làm suy yếu thạch sinh một tay cầm minh hoàng huyền phủ một cái tay cầm tinh thần thạch chụp được trong buổi đấu giá của thánh ẩn thương hội hắn phóng thích tinh thần chi lực từng luồng lực lượng trấn áp giống như sao trời rơi xuống đè lên người chính tên tà tướng ba tầng lực lượng khiến bọn chúng suy yếu rất nhiều chính tên tà tướng không cách nào hoàn toàn chống đỡ Hiện giờ bọn họ thực lực của cả đám chỉ có thể chống chọi với cường giả nhân tộc phân thần cảnh trung kỳ. Cùng lúc đó, ở phía sau đội ngũ là một quyển nhi. Nàng trực tiếp ném ra một viên đan dược cấp hậu thổ có màu xanh lơ. Đan dược tản ra bên trong đội ngũ nhân tộc. Mọi người đều được tăng phúc, vẻ mặt chấn động không thôi. Dù thực lực hay năng lực khôi phục đều được tăng trưởng rất nhiều. Loại tăng phúc còn có tác dụng với cả hà tử đạo đang chiến đấu trên không không hổ là đang dược cấp hậu thổ mà. Hiện giờ Hà Tử Đạo đã có thể so kè với cường giả hợp đạo cảnh trung kỳ. Chính tên tà tướng cảm nhận được tình huống của bản thân, sắc mặt đều trở nên vô cùng âm trầm. Dù cho thực lực bị suy yếu thì lại như thế nào? Các ngươi vẫn chỉ là đế cảnh. Sự chênh lệch giữa đế cảnh và phân thần cảnh lớn như thế nào, vấn đề này còn phải hỏi sao, nhưng mà mấy người thảo đường là người tu đạo bình thường sao, vượt biên tác chiến đã chuyện thường ngày, mấy người không do dự chút nào. Đều hướng phóng về phía chính tên tà tướng. Tiểu Hắc là đầu tàu gương mẫu, ma thần buông xuống, hiện giờ lực lượng thân thể của Tiểu Hắc, dù là cường giả đế cảnh hậu kỳ cũng không dám đón đỡ, từng luồng ma lực màu đen ngưng kết phía sau Tiểu Hắc. Đã trải qua ma uyên khảo nghiệm, được mảnh vỡ ký ức. Tiểu Hắc dùng ma thần buông xuống. Bóng mờ ma thần phía sau cũng càng thêm ngưng thật, cảm nhận được cổ hơi thở này sắc mặt chính tên tà tướng đều thay đổi, từ nơi đáy lòng bọn họ thế có một cảm giác sợ hãi trào ra, không cách nào ngăn chặn, không phải bởi vì thực lực của đối phương mà là vì huyết mạch, huyết mạch tà tộc của bọn họ thế mà bị áp chế trong khoảnh khắc này. Không đợi bọn họ suy nghĩ nhiều. Tay tiểu hắc cầm cửu thiên ma kích, ngay sau đó hung hăng phóng tới một tên tà tướng. Bóng ma thần phía sau làm ra động tác tương tự, khí thế làm cho người ta sợ hãi, ma kích xẹt qua không gian, không gian bắt đầu xuất hiện vết nứt. Không gian hàng giả giới vực yếu ớt hơn vô biên giới vực quá nhiều. Tên tà tướng kia mạnh mẽ áp chế huyết mạch và sự sợ hãi, khẽ quát một tiếng, nâng vuốt chọc tới ma kích, hai bên chạm nhau, không có gì ngoài dự kiến. Tiểu hắc bay ngược ra ngoài một đoạn. Nhưng mà điều làm người ta nghẹn họng nhìn trân trối chính là tên tà tướng cũng ra phía sau ba bước, điều này tên khiến tà tướng hoảng sợ, sao có thể, thực lực của đối phương rõ ràng xa xa không bằng hắn nhưng lại có thể làm đến mức này, khiến hắn lui về phía sau, bên kia tiểu hắc tựa như người không có việc gì, tiếp tục vọt về phía đối phương, cùng lúc đó, kiếm ý của Diệp Thu Bạch cũng hóa thành một thanh cự kiếm dung nhập vào tứ tuyệt kiếm trận, thái sơ kiếm kinh, tứ tuyệt thái sơ kiếm, bao kẹp tên này tà tướng, cố ý muốn dùng hắn vào chỗ chết. Diệp Thu Bạch và Tiểu Hắc đồng thời ra tay mục đích chính là dùng toàn lực giải quyết một tên tà tướng trong số đối phương như vậy mới có thể giảm bớt áp lực tuy rằng có bốn tầng suy yếu nhưng đối phương là tà tướng dù cho đã ngã xuống phân thần cảnh trung kỳ thì vẫn là chính cường giả phân thần cảnh áp lực vẫn có cũng không thể cho rằng chính tên tà tướng chỉ biết đơn đã độc đấu một tên tà tướng khác thấy thế lập tức nhắm về phía tà tướng bị bao kẹp muốn giúp hắn chống đỡ tứ tuyệt thái sơ kiếm lúc này một phụ sinh hừ lạnh vung bàn tay lên, chính đạo phù ấn sát phạt đồng thời lập loè diệt thế ma lôi, trong mây đen có một ma long thô to màu đen phát ra từng trận rít gào, vọt thẳng về phía tên tà tướng. Cảm nhận được lôi đình chi uy, sắc mặt tà tướng trở nên ngưng trọng. Mục tiêu của bọn họ chúng là bắt sống người này. Cũng là người mạnh nhất trong nhóm đối phương. Phân thần cảnh sơ kỳ, chính đạo phù ấn chồng chất lẫn nhau, uy lực tăng bạo dù là tà tướng cũng cảm giác được một cổ hơi thở cực kỳ nguy hiểm, kết quả là hai tên tà tướng đồng thời lao ra, Hồng Anh tay cầm luân hồi thương tiến lên. Khẽ quát một tiếng, đâm một thương ngăn cản hai tên tà tướng, luân hồi chi ý bùng nổ, trong một khắc này, Hồng Anh dùng tu vi đế cảnh hậu kỳ cứng rắn ngăn cản hai tên tà tướng, Đổng Tiểu Cầm cũng lấy ra một cây quạt lông màu xanh. Trên mặt quạt lông trải đầy trận pháp, hiển nhiên cấp bậc không tầm thường, đồng thời còn ném ra mấy đạo phù ấn sát phạt chiến dấu kịch liệt với một tên tà tướng khác. Ninh Trần Tâm dùng lực lượng của đạo kinh và thần tướng giữ chân hai tên, có được đạo pháp chi lực, hắn chính là khắc tinh của đám tà tộc. Trong thời gian ngắn kéo chân một hai tên vẫn được, giờ khắc này, tuy rằng tứ tuyệt thái sơ kiếm bị chống đỡ nhưng cửu thiên ma kích của tiểu hắc đã ầm ầm đâm tới, bóng ma thần phía sau tiểu hắc lại vứt bỏ ma kích mà tung một quyền. Ma lâm, quyền thứ nhất, liệt thiên, ma ý điên cuồng sôi trào trong khoảnh khắc này huyết mạch ma tộc trong cơ thể tiểu hắc bắt đầu sôi trào huyết mạch trong cơ thể tên tà tướng đối diện tiểu hắc bị áp chế mạnh hơn nữa ngay cả thần hồn cũng bắt đầu run rẩy rốt cuộc tên này là ai vì sao có huyết mạch chi lực còn cao cấp hơn cả tà tộc ở giới vực vĩ độ thấp có chủng tộc thế này sao tà tướng nổi giận gầm lên một tiếng hai cánh sau lưng đông đưa song quyền đồng thời oanh ra một quyền oanh vào cửu thiên ma kích một quyền khác thì va chạm với bóng ma thần đang thi triển liệt thiên ầm không gian từ vị trí hai bên va chạm nứt vỡ, vết nước lan ra bốn phía. Không gian loạn lưu tràn ra từ khe nứt. Giờ khắc này sắc mặt tên tà tướng không ngừng biến hóa, trong lòng tràn ngập sự kinh hãi, hắn cho rằng với thực lực của chính mình dù bị suy yếu thì vẫn có thể nghiền ép đối phương. Nhưng mà hiện giờ đối phương lại có thể đối cứng với mà không chịu thiệt, hơn nữa, tên tà tướng này còn mơ hồ cảm nhận được ma ý ngập trời theo nắm tay hắn truyền vào trong cơ thể, không ngừng đánh sâu vào huyết mạch. Ma ý vào trong cơ thể Tà tướng còn hóa thành ma thần thông thiên muốn hủy diệt hắn từ bên trong. Cùng lúc đó ma long màu đen do chính đạo phù ấn ngưng kết cũng đã buông xuống, không kịp áp chế ma ý đang đấu đá lung tung trong cơ thể. Tà tướng cắn răng quất cái đuôi to lớn vào đầu ma long. Hai mặt công kích làm hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong, lần đầu tiên trong mắt Tà tướng xuất hiện sự sợ hãi do nguy cơ tử vong mang đến. Công kích của hai tên nhân loại lại là bức hắn tới nước này trước ánh mắt kinh hãi của mấy tên tà tướng khác, cái đuôi to lớn thật lớn bị đánh thành mảnh vụn, ma long màu đen mở miệng to to ra trực tiếp ngoạm lấy tà tướng. Diệt thế ma lôi trong cơ thể ma long không ngừng oanh kích vào thân thể tà tướng. Đồng thời cửu thiên ma kích của tiểu hắc cũng phá tan phòng ngự của đối phương mờ ma thần phía sau tung quyền lần thứ hai ma lâm, liệt thiên, một quyền trực tiếp nện vào đầu tà tướng. ầm uhm, cùng với một tiếng vang lớn, đầu tên tà tướng này thế mà trực tiếp giống nổ tung như trái dưa hấu. Ngay cả thần hồn cũng bị hủy diệt, tan thành mây khói, tiểu hắc và một phù sinh liên thủ trực tiếp chém giết một tên tà tướng, cảnh tượng chiến đấu đều lọt vào mắt đám người hàng giả giới vực. Trong lúc nhất thời trong mắt bọn họ tràn đầy sự kinh hãi chỉ là một người tu đạo phân thần cảnh sơ kỳ thôi mà lại phối hợp với một cường giả đế cảnh cường thế chém giết một tên tà tướng, thật không thể tin được, ngay sau đó bọn họ cũng đã hiểu vì sao trước đó Hà Tử Đạo và Hàng Thiên Dạ gạt đi lời phản đối của mọi người. Để mấy người trẻ tuổi này tới đối phó chính tên tà tướng còn lại. Hiện giờ xem ra cũng chỉ bọn họ mới có thể gánh nổi trọng trách, sau khi tổn thất một tên tà tướng thì áp lực lên bên nhóm người thảo đường cũng chợt giảm. Bảy người đối với tám người. Ánh mắt tám tên tà tướng còn lại cực kỳ âm trầm. Đối phương đã mạnh mẽ chém giết một tên đồng bọn chuyện này không khỏi quá mức hoang đường. Diệp Thu Bạch cười nói, phối hợp không tồi, tiếp tục, dùng tốc độ nhanh nhất quét sạch đối phương. Ngay sau đó, Diệp Thu Bạch thu tinh vẫn vào trong vỏ. Một thanh trường kiếm cổ xưa chợt xuất hiện trong tay Diệp Thu Bạch. Chui trường kiếm này tản ra một loại lực lượng càng thêm huyền diệu so với kiếm ý, càng thêm sắc nhọn cường đại, chính là kiếm đạo quy tắc chi lực. Diệp Thu Bạch muốn sử dụng thanh vân kiếm, muốn chém giết thêm hai tên tà tướng, không sai là hai tên, như vậy bọn họ mới có thể nhanh chóng giải quyết mới có thể đi trợ giúp người khác phải biết rằng số lượng tà tộc cấp thống lĩnh cùng với tà binh vượt xa bên ta mấy lần nếu không phải có trận pháp gia trì cùng với đang dược cấp hậu thổ mà một quyển nhi luyện chế tăng phúc e là hiện giờ đã bị chiến thuật biển người của đối phương công phá mấy người hồng anh thấy dịp thu bạch lấy thanh vân kiếm ra đều hướng tới gần dịp thu bạch bọn họ đều biết rõ một khi dùng thanh vân kiếm Tuy rằng uy lực vô cùng lớn nhưng là đồng thời Diệp Thu Bạch cũng sẽ tạm mất đi sức chiến đấu, với thực lực hiện tại của Diệp Thu Bạch mà muốn rút thanh Vân kiếm một chút vẫn quá miễn cưỡng, nhưng mà thắng lợi hắn chỉ có thể đắc dĩ làm như vậy, tám tên tà tướng còn lại thấy một màn như vậy, cảm nhận được cổ hơi thở kiếm đạo huyền diệu thì sắc mặt đều kịch biến. Cổ kiếm đạo quy tắc chi lực này làm cho linh hồn bọn họ rung lên. Nếu để đối phương chém ra một kiếm, bọn họ tuyệt đối sẽ giảm quân số lần nữa, nhanh đồng loạt ra tay. Nhất định phải ngăn cản hắn chém chém ra một kiếm, tám gã tà tướng đồng thời lao về phía dịp Thu Bạch. Cùng lúc đó ở trong chỗ tối có bảy người áo đen đang ngo ngoe rục rịch. Vô Biên Giới vực đang đi hướng về phía chiến tranh. Nam tử Tuấn Tú cho rằng tà tộc ngoại vực sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng. Dù sao thực lực của nhân tộc ở giới vực vĩ độ thấp so với bọn họ có thực lực chênh lệch quá lớn nếu đã nắm chắc thắng lợi vì sao còn phải làm điều thừa là bắt sống người thừa kế ngôi vị hoàng chủ vô biên hoàng triều mục phù sinh làm gì vấn đề này lân long thân vương cũng đã nhắc hỏi tới nhưng nam tự tuấn tú cũng không đề cập nguyên nhân bởi vì với thực lực và cảnh giới của lân long thân vương còn chưa đủ để biết nguyên nhân tà tộc ngoại vực cần phải nhanh chóng hoàn toàn thâu tóm giới vực vĩ độ thấp ở giới vực vĩ độ trung có rất nhiều thế lực đã hướng ánh mắt tới giới vực vĩ độ thấp rồi trong đó có mấy thế lực thậm chí còn cường đại hơn tà tộc ngoại vực nhiều lắm cho nên nam tử tuấn tú tự nhiên muốn càng nhanh càng hiệu suất càng tốt sau khi nhanh chóng chiếm lĩnh giới vực vĩ độ thấp thì các thế lực khác cũng không cách nào mạnh mẽ tiến hành cướp đoạt đây cũng là ý của cao tầng tà tộc cũng là nguyên nhân nam tử tuấn tú được phái xuống giới vực vĩ độ thấp giờ phút này ở hàng dạ giới vực đối diện mấy người dịp thu bạch là tám tên tà tướng còn lại Bọn họ cũng không nghĩ tới đối phương chỉ có một tên phân thần cảnh sơ kỳ ma lại có thể mạnh mẽ chém giết một tà tướng, mấy tên nhân tộc này có lai lịch thế nào đây? Dù là ở giới vực vĩ độ trung, kẻ có thể lấy tu vi đế cảnh, vượt qua một đại cảnh giới chém giết tà tướng phân thần cảnh cũng chỉ có thể là yêu nghiệt do mấy thế lực hàng đầu bồi dưỡng ra. Hiện tại bọn họ lại gặp phải nguy cơ tử vong lần nữa. Nhìn tên kiếm tu trẻ tuổi trước mắt và thanh trường kiếm cổ xưa vừa xuất hiện, cả đám tà tướng đều cảm thấy tử vong đang rất gần mình. Thanh kiếm này tuyệt đối có cấp bậc không thấp, thậm chí còn dù trong tà tộc bọn họ cũng không có vũ khí nào có thể so sánh. Hiện giờ Diệp Thu Bạch sắp sửa rút Thanh Vân kiếm ra. Tuy rằng với thực lực hiện tại của Diệp Thu Bạch thì vẫn không cách nào khiến Thanh Vân kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ. Nhưng mà chỉ cần rút ra một chút thôi, biểu lộ kiếm đạo quy tắc chi lực cũng đã đủ chém dết đối phương, nhưng mà cần yêu cầu hắn dùng hết toàn lực mới có thể rút. Không thể chịu sự quấy nhiễu của đối phương đây cũng là nguyên nhân mấy người thảo đường đều tới sát dịp thu bạch hộ pháp cho hắn trên không hà tử đạo cảm nhận được của hơi thở này liền liếc mắt nhìn thấy thanh kiếm trong tay dịp thu bạch mà tim hắn đập nhanh ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng ngay cả kiếm trong tay hắn cũng bắt đầu run rẩy giống như bị thanh kiếm trong tay dịp thu bạch triệu hoáng đến tột cùng là kiếm gì thế mà tản ra hơi thở cường đại và huyền diệu như thế hà tử đạo có thể cảm nhận được của kiếm đạo chi lực này tuyệt đối mạnh hơn kiếm ý nửa bước vô thượng cảnh vô số lần hơn nữa cổ lực lượng này giống như ti kiếm đạo quy tắc chi lực mà vị tiền bối kia cũng chính là sư tôn của mấy người diệp thu bạch lưu lại ở tinh vẫn kiếm tông chẳng lẽ kiếm tử cũng có thể sử dụng phải biết rằng cho đến bây giờ dù là tông chủ kiếm vô phong hay mấy thái thượng trưởng lão bọn họ đều không thể tìm hiểu được cổ lực lượng này hàng thiên dạ xem mà mặt cũng tràn đầy sự kinh hãi cổ lực lượng này là một kiếm tu đế cảnh sơ kỳ có thể thi triển dù là hắn đối mặt với cổ lực lượng huyền diệu này cũng sẽ bị hạ gục trong nháy mắt đi Điều khiến hắn không nghĩ tới chính là một tên kiếm tu trẻ tuổi giờ lại trở thành tồn tại đáng chú ý nhất chiến trường. Tám tên tà tướng trực diện với kiếm đạo quy tắc chi lực tự nhiên cảm nhận sâu sắc nhất. Bọn họ biết nếu để tên kiếm tu trẻ tuổi rút trường kiếm khỏi vỏ, phóng xuất cổ kiếm đạo chi lực huyền diệu sắc nhọn này ra thì bọn họ sẽ bị mất thêm vài đồng bọn nữa, một khi như thế thì thế cục chiến tranh có khả năng sẽ phát sinh thay đổi. Bọn họ không cho phép chuyện này phát sinh làm sao tà tộc có thể thua trong tay mấy con kiến nhân tộc chứ, còn trong tình huống cảnh giới trên lệch lớn như vậy, tám gã tà tu không có câu thông với nhau, giờ phút này cũng không cần câu thông, gần như cùng một lúc, tám tên tà tướng đồng thời dùng toàn lực vọt thẳng về phía Diệp Thu Bạch, tốc độ cực kỳ cực nhanh. Như cắt qua không gian, để lại tám luồng sương mù màu đen dày đặc. Chỉ trong chớp mắt đã vọt tới gần Diệp Thu Bạch, tuy rằng đã bị suy yếu nhưng tám tên tà tướng vẫn có thực lực phân thần cảnh trung kỳ, trong khoảnh khắc này cả tám tên đồng loạt ra tay. Tung quyền hoặc xuất trưởng hoặc là sử dụng cái đuôi to màu xanh lơ công kích dịp thu bạch. Mấy người thảo đường cùng với Đổng Tiểu Cầm đã nhanh chóng chạy tới chắn trước mặt tám tên tà tướng. Bọn họ thi triển thủ đoạn công kích mạnh nhất của mình, Hồng Anh toàn lực phóng thích luân hồi chi ý, giống như luân hồi nữ đế đâm thẳng một thương, luân hồi thương pháp, Ninh Trần Tâm cầm chặt đạo kinh, bảy chữ trong cửu tự chân ngôn đều nhanh chóng xuất hiện, phẫn nộ quát hiện, thần tướng tay cầm kim lân thần thương triển lộ thần uy trong khoảnh khắc này, trên tầng mây trong không trung thế mà xuất hiện một chỗ hỏng. Nhìn hướng lên trên thì thấy có ánh sáng màu vàng kim chiếu xuống rơi vào trên. Người thần tướng rồi bao phủ lấy hắn. Hơi thở mà thần tướng phát ra bùng nổ trong khoảnh khắc này. Tiểu hắc cầm cử thiên ma kích nện tới, đồng thời bóng mờ ma thần sau lưng hắn cũng tung ra một quyền. Ma lâm, liệt trời, giờ khắc này bầu trời như muốn sụp xuống vậy hai tay một phù sinh kết ấn, toàn thân hắn có diệt thế ma lôi lưu chuyển. Đồng thời chính phù ấn bao phủ xung quanh bắt đầu bừng sáng, giống như phóng xuất ra ánh sáng cuối cùng, lôi đình màu đen điên cuồng nở rộ, ngay sau đó là chính tia lôi đình thô to màu đen hội tụ lại. Một cự long lớn hơn con vừa nãy mấy lần hình thành, nó trống to một tiếng rồi lao về phía tám tên tà tướng. Đổng tiểu cầm thế nào, phù ấn và quyển trục liên tục phóng ra từ tay nàng, như dùng mãi không hết một phù sinh nhìn mà trừng to mắt nữ nhân này quá giàu có nha trong mớ này có rất nhiều quyển trục trận pháp mà ngay cả hắn cũng không có mấy cái thật là một nữ nhân phá của thạch sinh bên cạnh phóng thích tinh thần chi lực không trung vốn không có sao trời bỗng lóng lánh một ánh sao trong khoảnh khắc này đây là một ngôi sao duy nhất chính là do ngôi sao đầu tiên trong tinh không đan điền của thạch sinh hiển hóa từng đạo lực lượng trấn áp rơi vào thân thể tám tên tà tướng một quyển nhi vẫn ở cuối đội ngũ, tuy rằng cách khá xa nhưng nàng vẫn luôn chú ý tới người thảo đường. Thấy được một màn này, nàng quyết đoán ném viên đan dược cấp hậu thổ còn lại ra. Đan dược này chính là thị huyết hóa dương đan, cải tạo từ thị huyết linh đan, cường hóa thị huyết và không mang lại chút tác dụng phụ nào. Hơn nữa còn có hiệu quả cho một tập thể. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.